hoa đào nở rộ rất là đẹp, nên bữa nay mặc áo cũng chút màu mè cho nó giống hoa, không có mặc đồ đi leo núi quần jean rồi nữa, hơi bụi quá, nó hợp thời hợp cảnh. Thì mấy chuyện này lúc nào cũng hợp thời hợp cảnh, không có ở một sao cũng giống như ở ngàn sao, 10 sao. Ăn đồ sang cũng không chấp là ngon, ăn đồ dởm cũng không có gọi là gì là ái ngại hay tự ái, cho nên lòng không có chấp, kiểu nào cũng không chấp, từ sang cho tới hèn đóng đủ dài hết. Thái tử ăn mài, hoàng đế không ngai, tỷ phú không tiền, kiểu vai gì cũng đóng hết. Hôm nay đóng cái vai là sẽ có một ngày dân tộc Việt Nam sẽ đón chào 6 triệu chim hiền, trong đó mình dẫn đầu, chim đầu đàn sắp sửa rồi. 6 triệu chim hiền, có chim non đẻ Mỹ 2-3 đời cũng là chim hiền. Quốc gia đang là thế giới đang thay đổi rất là cực kỳ mau lẹ, mới có mấy tháng nay thôi là chiến tranh Iran với Do Thái xảy ra rồi. Thằng Tàu thì nó chưa có đánh liền, nhưng mà sớm muộn nó cũng phải đánh, tại vì dương oai múa giỏ miệng đồ cũng nhiều quá, không mà không đánh thì quê, nó để cho Mỹ đánh ở bên Trung Đông hết vũ khí hay gì á, nó mới nhào vô, nãy cũng khôn lắm, nhưng mà sớm muộn cũng đánh, đường nào cũng sẽ thua. Còn Việt Nam mình á, hello mấy anh chị, cha lên đây ngồi chơi nè, có câu hỏi gì hỏi. Cái này làm phim đó, hai anh chị ngồi đó, nhà trí thức, chắc là đại gia ở đâu nghe, phương trời nào á, ngồi chơi đi, cứ ngồi tự nhiên, có gì hỏi. Tại vì cái này nói quay phim hàng tuần cho thế giới có tiếng nói, tin tức từ thiên đình. Càng ngày thế giới nó đang xoay chuyển cực kỳ khó khăn, nhưng mà mình cũng may á, nhờ tiếng nói này cũng 5-7 năm nay cũng quen rồi, phải không? Cho nên mọi người bây giờ cũng vững tinh thần, thượng đế không có vũ sổ chúng ta, chỉ là sàng lọc thôi, biết được như thế thôi là cũng còn cái nguồn sống, còn hơn là không có cái miệng này, không có cái đài này á, chắc ai giờ cũng tưởng không biết ngày mai mình sẽ chết hết, sẽ không có chết hết, sẽ không có bom nguyên tử, cũng sẽ không có những cái ác, không có những cái độc tài, không có những cái mà thánh chiến chùm khăn Hamas, hai tòa tháp của Mỹ, vân vân, cũng sẽ không có Bin Laden giống như xưa, nghĩa là nó không còn những cái đó. Trong những ngày kế tiếp sẽ ngay mấy cái đó nó sẽ biến hết một cách rất là thần kỳ màu nhiệm, và nó đi chung luôn cả Việt Nam nữa. Mình người Việt Nam đó không, nhưng mà nói chuyện Việt Nam nhiều quá, mình là con trời xuống đây, không phải chỉ riêng cho nước Việt đâu, cho cả cái địa cầu này. Chẳng qua nước Việt có được cái tiếng nói, nghe được tiếng Việt này là cái đại phước của nước Việt. Nhưng mà thường thường á, thượng đế cho một cái nước nào mà không trân trọng con của ngài á, mới đầu thai vô. Chứ còn như ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy, cho vô Do Thái để cái là quốc ổng ba cái đinh, cái là dính cái ngắt trên đó, nó không có trân trọng. Thì thời nay cũng vậy, thượng đế cho con của ngài xuống một cái nước Việt vô văn hóa, không có biết trân trọng thượng đế là ai, chẳng có biết thượng đế là ai luôn, chỉ có biết sân si hung dữ, biết tham lam đó. Thì có như vậy nó mới có lưu danh truyền kỳ, phải không? Chứ còn vô giống như vô những cái nước mà biết như vô nước Mỹ đây, đầu thai làm nước Mỹ thì còn gì nói, nước Mỹ nó đã mạnh rồi, mà con của thượng đế mà đầu thai vô nước Mỹ nữa là thôi, nó sẽ thống trị thế giới này mãi mãi sao, mấy nghìn năm nữa đâu có được.
Thượng Đế ta cho vô một cái nước mà không có biết thương Thượng Đế và cũng chẳng có biết tiếng nói của đại diện cho thiên đình là như thế nào. Và đồng thời họ vô tri, vô giác, vô văn hóa, vô đạo đức, những đứa nhỏ lớn lên. Thì để sau này nó mới có cái sự gọi là khó khăn, càng khó khăn chừng nào để lại hậu thế những cái bài học trong cái trong thư viện nó mới nhiều sách hơn, phải không? Chứ còn cái gì mà cũng dễ dàng quá thì nó lại không có đúng. Nhưng mà riêng phần những họ thiên mấy con cũng vậy, cũng cùng trùng một số phận. Họ thiên ở nước Việt mấy chục triệu người, họ thiên ở Mỹ nằm 5-7 nghìn người. Chúng ta cùng chung số phận là vì sư phụ bị rất là nhiều người xỉa xói, khinh rẻ. Thì các họ thiên các con cũng vậy thôi, không bị chồng thì cũng bị anh, cũng bị em, cũng bị bạn bè, hay là bị những người làm việc chung với mình. Cái quan trọng là khi con người có lòng tin thì con người có nụ cười. Con người không có lòng tin, con người tự làm cho mình mất đi nụ cười và mất đi cái đường tương lai để mà thoát cái cõi ta bà luân hồi sanh tử này. Có lòng tin, hôm nay tất cả hội thiên sư phụ đã hứa từ đầu, sư phụ là không phải người phàm, sư phụ là con của Thượng Đế xuống đây để cứu nhân loại. Thì không có lý do gì 5-7 nghìn đứa đệ tử hội thiên mà đứa ngoan ngoãn kìa nghe, mà sư phụ không cứu, sư phụ đem về hết. Thì khi những đứa nó không ngoan ngoãn thì nó ở lại vài ba dòng thì sư phụ cũng sẽ đưa nó về, nhưng mà đưa về sao, phải không? Vé máy bay đi kỳ sao, mỗi một kỳ thì vài nghìn năm vậy. Họ thiên bây giờ chỉ có đeo dấu thiên tánh để con đứa nào ăn được ăn. Rồi để đại nè, ai để mất đi. Rồi để nó khô, để đại nói. Không có sáng thôi. Ủa, cà ghi hả? Thôi ăn xôi được rồi, ăn cà ghi lên mạng này cái miệng nó dằn kè rồi sao? Cái điện thoại thôi. Những ngày đầu á, những họ thiên chúng ta rất là vất vả. Tại lúc này trứng rồng vẫn chưa nở, tôi vẫn chưa có ở ngoài trên thế giới, người ta thương, người ta tin thì đông, nhưng mà người ta hiện bây giờ ở trên nói cho phụ rating đó nghe, 30-50% nước Việt là họ thiên âm thầm rồi quay về hướng đông bắc, mà 30% thì hiện ra mặt, 20% còn lại thì ẩn. Trong đó có những nhà chính trị của Việt Nam, những công an và bộ đội luôn. À, thì 50% vẫn lơ lơ lửng lửng nhưng mà cũng không có chống đối. Thì hầu như là 95% đã, tức là 45% cứ lửng lửng để chờ coi ông này nói trúng hay thiệt, tại ông nói trúng nhiều quá. Chỉ có 5% là cái số vô tri vô trí thức á, gọi là thân trung cộng á, là họ không có muốn cái câu chuyện những gì sư phụ nói năm nay là thành sự thật. Tại nếu thành sự thật thì họ đâu còn sân trước sân sau, quyền lợi, tiền vô túi ào ào dễ nữa. Cho nên cái đó là 5-10% thôi. Còn hầu như cả quốc gia đều muốn thay đổi. Cả quốc gia 95% right now, bây giờ là trên trời nói mấy gì nói là đều muốn thay đổi. Cho nên ngày hôm qua mình nói chuyện với anh bạn cũ mình là anh Ngô Kỷ á, anh cũng là người tốt à, nhưng mà anh chết anh để lại xương, anh để lại da, anh để lại cho nguyền rủa, thì bây giờ anh còn cơ hội để mà anh thay đổi. Nước Việt cũng vậy, những nhà lãnh đạo hôm nay muốn để lại danh thơm thì chắc cũng hơi khó rồi đó. Cho nên gian bây giờ hãy mọi thấy nhà lãnh đạo nào bị đốt củi hay là bị lôi cổ xuống hay là vân vân và vân vân, dân nó mừng lắm. Chưa có một quốc gia nào mà người ta nói là lo lãnh đạo là cha mẹ, phải không? Nhưng mà đâu có con nào, con dân mà đâu có muốn lãnh đạo của mình bị gì đâu. Hỡi ông lãnh đạo Việt Nam là bị gì là dân nó mừng lắm.
Cho nên nước mình nhiều chuyện lạ. Thì trong đó không phải là hết nha, cũng có một số là cũng ok á. Sẽ có một sự thay đổi rất là màu nhiệm lạ kỳ của ở bên trong nước Việt, sẽ thay đổi rất là màu nhiệm. Người đời của mình á, có tính kiểu nào, mấy ông có ngồi tính nằm, mấy ông cứ ngồi tính tới tính lui, tính kiểu nào không cần biết, tính cơ cũng không bằng cơ trời đi. Cơ trời đi nó giống như là GPS vậy, giống như máy bay, nó bấm tự động là bay cái là tới nơi đâu là đáp xuống đó thôi, không có thay đổi được đường băng. Mà mình á thì cũng giống như ở trên máy bay á, nó có cái màn hình information á, thì sư phụ cũng giống vậy, báo trước rồi hiện bây giờ máy bay đang bay ở tốc độ 36.000 độ cao, phải không, với tốc độ là 580 knot một giờ. Tại hôm mới nhìn qua, mới nhìn thấy mấy cái màn hình, bữa nay còn nhớ mấy con số đó. Đi từ Mỹ về Á Châu, chúng ta phải lặn qua Alaska. Tại sao đáp xuống Singapore mà không đi thẳng qua Singapore mà phải đi về Alaska rồi đi xuống? Nếu người mình không biết tính thì cứ nghĩ là nó bay chật, nhưng mà đúng á. Tại vì khi mình đi từ Mỹ mình bay như vậy, cái trái đất nó quay như vậy nè. Mà mấy con mà đi tại trái đất nó tròn á, nó tròn này không có trái nào tròn. Đây giờ tròn nó phải đi trên cái nóc của cái tròn. Thì cái đường nó sẽ ngắn lại. Còn nếu mà đi thẳng ngang biển á, trụ nó dài hơn, đúng không? Thì thời gian á, tính là thời gian. Cho nên khi mà mình về, thường thường mình về Á Châu á, nó đi về Alaska, về Bắc Cực á. Thì tại Bắc Cực cái mỏm này nè, nó không có nhiều, thì trái đất nó vẫn quay, thì cái tốc độ nó lẹ. Thì thường thường mình về Việt Nam á, là giống như 13-14 tiếng thôi, đi thẳng á. Thì cái đi ngược lại là nó trái đất nó quay ngược lại. Quay ngược lại thì nó đi thẳng. Thì thành ra mình xếp được 2-3 tiếng. Cho nên đó là vậy. Cái luật của tiên cơ hay tiên tri mà của thời tận thế này nè, y như là cái đường của máy phi công á, bấm vô là tự động, không có thay đổi được. Có ai bây giờ ngờ trong vòng không đầy mấy tuần bác Hưởng từ chức và bác Huệ từ chức, thêm nữa dài nữa không. Rồi trong mấy ngày kế tiếp, cái này là quan trọng là nghe coi mình nói trúng không nghe. Bắc thì không xong, Nam thì đúng không, sẽ có ông miền Trung lên đứng để mà gánh chịu xào ở nước Việt. Thì sư phụ đang thắng, không có đạo chánh, là đạo chánh chết nhiều, là sư phụ có lỗi với cha. Ở đây á, ba cây nhang cũng giống như là bấm GPS vậy đó, sẽ có ông miền Trung đứng lên thì sẽ không có đạo chánh. Nó không á là mệt á, đường nào á cái thể chế cũng phải thay đổi, nhưng mà sư phụ muốn thay đổi kiểu không đổ máu. Tức là mỗi một lần sống tới thì phải đỡ sống, người nói ra cho ta biết, giống ngày hôm qua mình nói, bữa nay mình đỡ. Chứ không phải là nó cứng ngắc cái đó. Cái cứng ngắc có nghĩa là cái GPS của máy bay nó bấm từ ở Singapore đi về Song Phan là thằng phi công nó bấm tự động rồi. Nhưng mà đi dọc đường á, mà có mây hay có gió thì thằng phi công nó phải chỉnh chút xíu. Đa phi công đây chỉnh chút xíu. Nhưng mà cái đường đi với cái tham mình cũng giống nhau. Có ai hiểu cái lý đó không? Cho nên đừng có nói là cơ trời nó cứng ngắc, không phải. Cứng ngắc là sẽ đúng 13 tiếng sẽ đáp, không có trễ giờ nào, cũng không có mất giờ phút nào. Nhưng mà dọc đường á, mà gặp mây hay gặp mưa gì á, thằng phi công phải thay đổi. Thì đây phi công ngồi đây, nó có cái đó nghe coi. Chứ không phải mình nói cơ trời là chặt. Cho nên sư phụ khấn là 100 quay lại, sư phụ khấn thì nước Việt sẽ không có đạo chánh. Nếu không đạo chánh giết chết là sư phụ về chánh bị cha ký đầu. Xuống đây á, mà làm sai á, làm mệt, để cho dân mà chết, mà
Sư phụ là bị phạt á, bị la đó. Tại vì Tô Lâm đâu có lỗi, Tô Lâm chỉ tham thôi, tham quyền. Tô Lâm cũng không có lỗi, Tô Lâm chỉ mở cổng cho Trung Cộng nó vô thôi, để mà giữ quyền. Thế là lòng tham không? Tô Lâm không có lỗi, sản nghiệp nước quyền. À, còn sư phụ là nhận lệnh của cha, không có để cho Trung Cộng chiếm nước mình một cách lẹ làng. Nó chiếm vô tuyên bố là Việt Nam sẽ thành Phúc Kiến rồi sao con? Rồi lúc đó mấy ổng học tiếng Tàu, rồi mặc áo của lính Trung Cộng, công an mặc đổi rồi lẹ lắm, là thôi xong, mình xong luôn. À. Chứ còn những cái người mà làm mấy cái chuyện ác á, cái bộ không có tính sổ với họ. Mấy vị không có cho tính sổ với người làm chuyện ác. Chỉ là toàn dân đoàn kết để mà chống ngoại bang thôi. Đó là thiên tử xuống trần là vậy. Chứ không có tính sổ ai, cũng chẳng có sau này không có lấy tiền lấy của ai hết. Hồn là hồn thiên sông núi, không ai lúc nào cũng lo ba, che chở cho dân tộc. Mấy vị không có nói người thế gian á, nhất là người trong nước Việt, không có nên xử người nước Việt. Giống như bà Vạn Thịnh Phát á, bà chỉ ăn hối lộ 4 mấy tỷ thôi, số tiền rất là bằng Elon Musk mua Twitter phải không? À, cỡ đó. Ở nước Mỹ này ai mà làm sai chừng 100.000 đô, 1 tỷ, 1 triệu thôi, chứ đừng nói là cũng ở tù rồi. Mà này kia 4 mấy tỷ thôi, cho nên báo Mỹ nó đăng đầy hết trơn, nó tức cười lắm. Cái đó đâu phải là lỗi bả, lỗi nguyên cả một cái quốc gia. Bộ thời đó mấy ông bí thư, mấy ông lớn, mấy ông tứ trụ không biết hả, ông nào cũng dính chạm hết trơn á. Chỉ bả gì giật tế thần thôi, bả mới đáng là tội nghiệp. Cho nên cái nước mình nó nhiều cái lạ vậy. Chỉ có người dân á là khổ, tại vì bá tiền đó là gì không, của nhà băng World Bank, nhà băng của thế giới, hay là IMF cũng là của thế giới, hay là Asian Bank là của Nhật đại khái, rồi của những cái tài nguyên của mình không, thì nó cho mượn, nó tính lời mà. Liên Hợp Quốc cho mượn tiền, tính lời, mượn tiền thì nó vô đó 4 mấy tỷ đó, rồi ai là người trả? Cháu nội của Tô Lâm sẽ lớn lên cũng phải trả, mỗi đứa 50 triệu, không cần biết, đẻ nước Việt Nam, quốc tịch Việt Nam là phải trả số tiền đó cho quốc tế. Bộ nuốt là nuốt được à, đâu phải đơn giản. Rồi cháu nội của Võ Văn Thưởng sau này lớn lên cũng phải trả, cháu nội của Phạm Minh Chính cũng phải trả, cháu nội của Hoàng Đình Huệ, Dương Đình Huệ cũng phải trả. Tức là con cháu của họ lớn lên nước Việt cũng đều phải trả cái số nợ này. Ăn trước đi, cháu con mình trả sao, chứ không phải là ăn rồi cái là ngủ yên đâu à. Trời ơi, mượn tiền thế giới đâu phải dễ đâu, tính lời lên á. Nó ở đâu thì quên hỏi. Dạ, sư phụ, chúng con ở bên North Carolina. North Carolina. Carolina. Yeah. Carolina. Dạ. Ủa, mới qua chơi hả? Dạ, qua trước hết chuyến thăm coi thượng đế với Phật mẫu và các vị đây. Cái gì? Coi thượng đế với Phật mẫu à? Không. Kính lễ, đảnh lễ. Kính lễ. Không coi thì cứ lên chảnh coi. Thì không coi giờ đảnh lễ. Coi khác, đảnh lễ khác. Đảnh lễ. Dạ. Còn coi con của ông trời luôn hả? Dạ không, coi cho mình đảnh lễ dạ. Đừng đảnh lễ mình. Mà thấy thấy người thiệt là được rồi. Dạ. Người thiệt cũng dễ thương người trên mạng. Dạ. Dễ thương hơn. Dễ thương nhiều. Không mấy con. Người thiệt là thật sự cái tánh của phụ không có thay đổi được. Ở trên trời là phụ là con nhỏ xíu à. Là con út của cha. Nên anh trả tưng tưng lắm. À, mấy ông anh lớn mà ông xuống ký đầu hoài, lâu lâu về cái mấy ông anh hiện xuống để xuống trần bữa giờ chắc chịu khổ cũng đã ha. Đừng có tưng quá nghe, lâu lâu cai chút chút thôi đừng. Trời, xuống đây có lực lệ cửa trên bờ trên cứ hàng tuần là
mẹ phải đi vắng ngang mẹ. Mới giờ nói chuyện với mẹ mới bước ra đây nè, cách đây 15 phút nói chuyện với Phật mẫu. Mẹ dạy là con á phải nhập thất ngồi thiền á. Tâm không có giống như bây giờ, không có như 3 năm trước sư phụ tu nhiều hơn thời nay. Thời nay sư phụ hơi giống như đời nhiều á. Tại từ lúc thiên việt ra gặp nhà chính trị không à, giống như gặp hoàng ngàn qua vậy đó, làm sao nói chuyện tu với nó được. Trời ơi, mình nói sấm cơ nói là chính ông nãy sân chi hư việt phải đời vua kiệu hồi quý, hỏi chữ vua cái nó nghĩ ra toàn là cung phi mỹ nữ. Thằng nãy ham vua ham nó, tao có một bà công chúa long cung là tao đủ rồi, tao người tu mày muốn làm á. Ngày qua mấy con nghe đó, đó. À, người đời nó vậy đó, cho nên chư phụ phải có hai cái mặt nạ phải không? Lúc thì biến nói chuyện với mấy người này, người bình thường mình phải nói chuyện kiểu bình thường, nhưng mà nó cũng là lên mạng không à. Ở đây á hỉ mũi một cái tụi nó cũng quay, ho nó cũng quay, cho nên cuộc đời của thiên tướng chuyện này là trời ơi, không có cái gì gọi là bí mật hết. Nhiều lúc không có mà nó còn bật mí thêm nữa, nó dèm pha thêm nữa, thêm son thêm phấn nữa. Nó còn cũng thấy rồi đó, nội bộ mình đó, nội mà nó không có đoàn kết, nó đố kỵ, mà nó dành cho phụ thôi, mà nó cũng thêm son thêm phấn nữa. Chứ phụ đã từng nói cho phụ là con có thường thấy có gì cha mẹ là lo, còn 1.000 đi ra đường cái kiểu này tiền thì cũng có, cũng không có nổi nào già lắm, cũng ok phải không, cũng được được đi, phong độ một chút xíu đi, cũng biết ăn mặc, cũng có biết bình dân, cũng hòa đồng, cũng rộng rãi, thì đi đâu mà không có người thương. Hơi đâu mà bà sư mẫu ba không quá rất là tin tưởng. Mà xưa có thời rồi, tại danh sách thực thị sư phụ đụng vô là sư phụ ẹt, cho nên mấy con đừng có phải lo chuyện đó, đụng vô nữ sắc là sư phụ ẹt. Không có vụ đó. Đó, đi tu ở dưới chùa năm 2007, trời ơi không có bảy bữa này leo quá trời leo, nữa mấy ông thầy á cũng phải sợ luôn á. Đâu kể tự vì khi mà 7 dòng hào quang ở dù có nó khác hơn người phàm. Tại vì ở đây không có ai chính trị hỏi đề tài, hỏi đề tài mình nói chuyện, có ai hỏi đề tài gì muốn hỏi không? Tại lâu lâu qua đây gặp là người cứ hỏi cái việc hỏi. Dạ, dạ chồng con à, hôm nay là có nhân viên là được qua chiến sư Long Sơn là coi như là cái ước mơ này ấp ủ từ lâu rồi, hôm nay là mới được thực hiện được là ước mơ quả thiền Long Sơn để đảnh lễ cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu và tất cả các chư thiên chư thần pháp của thiền Long Sơn, và đặc biệt là được đảnh lễ sư phụ. Và chào tất cả quả thiền, có quay hướng đông bắc có họ Thiên rồi phải không? Dạ, dạ. Ồ vậy cũng là người nhà hả? Dạ, thành ra là hôm nay là mới được đủ nhân viên để được lên lê, mà không thôi hồi tuần trước con nghe nói là sư phụ đi xa, thành ra nghĩ là không có được gặp sư phụ, nhưng mà hôm nay lên đây là gặp sư phụ mừng quá. Đi xa nhưng mà nghe Việt Nam á sắp sửa đảo chính, cho nên phải đi về để khấn để cho đừng bị đảo chính. Tại vì mình muốn cái gì á mình phải về cái headquarter này mình mới connect lên thiên đình được. Nó có những chuyện mà sư phụ làm việc ban ngày á, điện thoại á, thì những cái quan trọng mấy thằng me chơi trong hãng nó nhắn tin, nó xài tiền trên 50.000 á, nó phải nhắn tin sư phụ phải bấm chuyện yes or no, mày có được xài không. Còn á, vừa làm việc ở trên thiên đình nữa, rồi vừa coi thế giới nữa, thằng Iran với thằng Do Thái là nó sẽ quýnh, Mỹ sẽ nhào vô, Mỹ sẽ đốt một đống vũ khí. Rồi tới cái anh Tập thấy Mỹ bắt đầu nhào vô là hết sức rồi phải không, thì anh Tập sẽ tấn công Đài Loan phải không, thì lúc đó thế chiến thứ ba nổ ra. Cái nghĩa là ai cũng khôn hết, nhưng mà khôn kiểu nào rồi tính kiểu nào rồi tính tới tính lui, y như là cờ tàn mà là tính đường đẩy xe, rồi cuối cùng rồi Trung Cộng chia năm sẽ bảy
Rồi lúc đó răng những nhà độc tài cũng tan, búa liềm cũng sang trang, tiền xã hội đen mà kiểu Bill Gates cũng xong, mấy anh giàu đầm lầy cũng xong, những cái thể chế gọi là những quốc gia nó không phải là cộng sản, cũng phải là tự do, nhưng mà nó là độc tài cũng tiêu như Nga rồi, tiêu hết rồi. Tới lúc đó chỉ có lòng dân, nước Việt cũng là dân, Nga cũng sau này cũng là dân đứng lên, Cuba cũng là dân, Bắc Hàn sau này dân cũng đứng lên, lòng dân là lòng trời nhé. Dân không đứng lên, cha với phụ không có ai được. Ngày xưa lúc mà phụ hạ phàm thì cả nước Việt ba miền dân nó than khổ, dân kêu trời mỗi ngày, tại máy bay á nó đánh từ Bắc tới Trung tới miền Nam hả. Còn bây giờ cũng phải là lòng dân, theo cái luật mà của Ngũ Hành á là dân, tất cả đều là vì dân. Còn bây giờ về cộng nó đâu có vì dân, nó vì cá nhân. Nó không có gì dân, cho nên sau này tất cả mọi thứ là gì dân. Trời ơi, nói chuyện đôi bụng ăn sao nói. Mỗi dạ, lần ăn vừa nói nghe, nói tiếp. Dạ, giờ con xin phép là con không có hỏi về chính trị, mà con hỏi về mấy cái gì. Không hỏi gì, hỏi. Dạ, dạ con có hỏi, con có thắc mắc là giống như, ví dụ như con hiểu là giống như mình, coi như là ở trên đầu thai xuống là một là do cái nghiệp, lực, hai là do cái nguyện lực. Thì giống như con hỏi là sư phụ, là ví dụ như mình, những cái người mà ở trên cái cõi trên á, mà một là được cái sứ mạng xuống nhảy xuống thế gian, hay là bị giống như là hết phước rồi bị phạt xuống dưới đây á, thì như vậy làm sao mà giống như những cái người đó biết để mà giống như là mình đừng có bị đi lạc đường. Con là hết phước rớt xuống. Mấy đứa này thì nó có nguyện lực đi theo sư phụ, có đứa nó có cái này vì là hết phước, hết phước có nguyện lực, có đứa có nguyện lực, có đứa hết phước. Còn riêng sư phụ là giống như là ê trần của Hường Đế, không làm xong cái màn này thì đi làm một cùng phim khác, giống như movie star của Hollywood vậy. Bữa hôm cha có nói con mà xong cái này 3.000 năm sau thế gian không còn chinh chiến nữa, con phải đi nơi khác, tại vì rất là khó, tự gọi là quá sanh. Ở trong kinh Địa Mẫu nói mẹ cô mang 9 tháng 10 ngày á, gì đó thập niên trường gì đó, tuyển dụng thánh thai nhi, minh quân xuất thế trần ai, sáu gì thiên tử thì tài quyền ben á, tức là những cái ở trên trời á, những người như cha là Thượng Đế thần thông cực, cha là độc giác Phật mà. Thì cha muốn cái thằng quá sanh ra, sư phụ thuộc dạng quá sanh. Mình có bốn loại sanh nha, nõn sanh là sanh bằng trứng, rồi thai sanh, rồi quá sanh, rồi ẩm ướt nó cũng sanh ra con này con kia. Thì sư phụ thuộc loại quá sanh, người cõi trời thì quá sanh. Quá sanh là gì? Giống như cái người đó thần thông về thông minh. Ok, cho một chút xíu giống như nhà khoa học gia, em muốn chế gì vô, ok cha cho một chút xíu thông minh vô con này, ok cha cho nó một chút xíu dũng cảm để nó xuống trần lấy xe đua 200 mai, giờ nó không biết sợ chết. Cái mẹ cho không được, cha cho con dữ quá con lấy xe đua không được, lỡ mà con háo thắng rồi con thành ra như luật sư mà nó không có từ bi, nó giết người sao. Cái mẹ bỏ vô, ok mẹ là Phật luôn mà, mẹ cũng là Phật, mẹ cho một chút từ bi. Cái trận anh nếu mà từ bi nhiều quá xuống trận nó đâu có làm được việc, nó thấy ai làm gì nó cũng từ bi, nó ấy nó rồi làm sao mà nó cứu dân được. Cho nó một chút dũng lên, đúng không? Dũng lên nó phải ba lần, mà hỏi mà ba cái chất liệu này á, mà lúc mà tạo ra đó, mà cái dư cái thiếu cái thừa đó, nó cũng không có làm được việc luôn á. Cho nên mấy cái thằng mà mafia dân chơi á, nó rất là trí cao cường, giống như mấy bác mình bệnh nó trí lực lắm, bác tô rồi mấy bác bệnh là thông minh, phải không? Dẹp là dẹp hết bốn thằng để mình tao, phải không? Trí lực, dũng là dũng cảm vô xong, mà thiếu bi, thiếu quá trời thiếu luôn, cho nên chỉ có hai chất thôi thì thành vậy, chứ còn thêm bi nữa thì đâu có, mà bi nhiều quá đâu có được, bi nhiều quá
cũng giống như mấy hòa thượng vậy, sao như cứu vãn được. À, cho nên cái bỏ, cái cha bỏ một chút trí, cái mẹ bỏ một chút bì, cái một chút cha bỏ một chút dũng, mà cho nên bằng hết thì xuống thế gian này rồi sao phải cân bằng nha. Cho nên có những lúc mấy đứa đệ tử biết lúc mà sự từ bi hiền hiền hơn là mát sơ nữa, mà lúc sự trí dũng lên thì mấy con không thấy. Nhưng mà trí dũng nó chỉ có hiện lên khi mình cần nó thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng ấy, lúc nào cũng mà hiện trí lên với dũng lên ai sống nổi, có hiểu không? Mấy ông nội mà nói dân đâu có ưa là vì trí dũng không à, chả có bi. Cũng giống như vua của bên nước Bhutan á, ta bi không à, dân bu lại phải không? À, ông sống chung với dân, ăn uống hòa đồng chung với dân. Còn mấy ông nội này dân đâu có tới gần mấy ông nội, tại ông chỉ có trí dũng, ông không có bi. Còn chú phụ là cả ba thứ, bi trí dũng. Nhưng mà trong hiện cái hoàn cảnh này á, thì chú phụ dùng trí nhiều, dũng thì ít, trí với bi thôi. Nghĩa là lúc nào cần mình dũng gì mình cần. Nhưng mà đi ngoại giao á, với mấy bác HO hay là mấy cộng sản mà về giường á, mà thuộc về phe thượng thiên á, thì mình dùng trí, chứ mấy ông nội đâu biết tu đâu mà dùng bi con. Vô mấy ông nói kiệt, anh với em tối nay là phải hết chai này nghe. Tôi nghe là thấy sợ rồi, chết cha rồi. Mình gặp ông nội này, ông uống rượu thứ thiệt. Tôi đâu có biết uống rượu đâu. Cũng được, chơi nghe anh. Mình nói một câu cho ông khoái vào. Rồi đến lúc ông xỉn rồi, cái ông cứ mời hoài mà cho phụ không có cạn ly á, thì tự động ông biết rồi. Giống như mấy con thấy á, mấy người bên viện Mitha bữa hổm á, thì cuối cùng ông uống chai luôn. Xỉn rồi, lúc đó xỉn rồi, đâu có mời nó. Nhưng mà lúc đầu á, mà ổng mà nói câu đó, mình mà nói liền á, sao khôn lắm, không có nói trước. Chơi nha, rồi quyết định vậy. Mình phải có tùy cơ ứng biến, hợp thời, hợp cảnh. Nhưng bữa nay hoa đẹp thì bữa nay mặc đồ đẹp, chứ bình thường chú phụ làm biến mặc đồ đó. Xọt cái áo thun chồng vô cái quần jean là lẹ, một xác cành là đi. Còn giờ phải kiếm dây nịch để phải lựa áo cho đúng màu, mệt. Còn phải chạy chiếc xe đúng cái này nữa, cái này hay xe đó. Còn xe truck thì mặc đồ gì cũng được. Thì thu phụ thuộc dạng đó, quá sanh bởi cha với mẹ. Nên suốt đời này á, cả những đời sau, từ vô thủy dạng dạng kiếp về trước, cả tỷ năm về trước, hồi đó là con cha mẹ, đã đi những cái hành tinh xa xôi, đã đi xuống bãi địa cầu này từ thời khai thiên lập địa để giúp cha mẹ, để làm một cái hạ tầng cơ sở để mà đào tạo nhân loại. Dùng chữ đó là đúng, cũng giống như đi mở trường học để đào tạo nhân viên vậy đó. Thì sư phụ với mẹ là xuống đây mở cái trạ quả địa cầu này để ta đào tạo nhân loại khôn ra để về trời. Chứ nếu không khôn làm sao mà sống được ở cõi trời. Cứ cái trí huệ mà như cái kiểu nước Việt Nam bây giờ, tham với sân với si cứ ham tiền thôi, chết tới nơi ngày mai chết vẫn còn ham tiền, con có tin không? Con người khó bỏ cái tánh tham lắm, vì ái ố hỉ nộ không bao giờ thay đổi được, trừ khi phải có một cái lý nguyện thời lập thề. Lập thề rất là quan trọng. Những Phật Bà Quan Thế Âm cũng có 18 bao nhiêu nguyện thề, Phật A Di Đà cũng vậy, Ngài Địa Tạng cũng vậy, sư phụ cũng vậy. Nhưng mà chỉ có nguyện thề phụ rất là đơn giản một câu thôi: khi quả địa cầu này còn sự bất công, con Thượng Đế sẽ không về trời, không thành Phật. Tức nghĩa là ở cõi vô đại niết bàn luôn á, cõi vô hư vô luôn á, dù không có về. Mà hôm nay sư phụ về thì, mà trong khi mình nói 5 năm nay cái câu đó, cái quả địa cầu đang điên đảo như vậy, mà làm gì mà cái quả địa cầu không mà sự bất công, bác hưởng ăn hối lộ có 61 tỷ, bác Huệ còn nặng hơn, không? Ông nào cũng hối lộ hết, mình biết hết. Trời, mình nằm trong nội bộ biết. Vậy mà còn cái ông mà đang bắt á là vua luôn, thì làm sao mà gọi là không bất công được? Nó vẫn bất công trước mặt luôn á. Hễ là tao có nhiều súng,
tao có cây súng thì tao thắng. Cái đó gọi là bất công. Iran nó cứ bao che cho những cái tụi mà khủng bố là bất công. Trung Cộng ỷ lớn ăn hiếp với nước Việt Nam mình gọi là bất công. Bắc Hàn để cho dân đói bao nhiêu tiền làm vũ khí hóa học rồi cũng là bất công, không có lo cho dân. Nước Mỹ này cũng là bất công. Cái xã hội này hiện giờ cái chỗ nào cũng gọi là bất công. Mà thù dám thời kiểu đó, khi không còn bất công thì thù mới về trời. Mà bề trên nói lần này là thiệt á, con sẽ về trời. Thiệt là gì? Sau cái màn này, năm cái ác sẽ ngã từ đen thành trắng. Độc tài nè nghe, chùm khăn nè nghe, búa liềm nè nghe, rồi đầm lầy nè, với cái tụi mà gọi là tụi mà giàu có mà thế lực ngầm mà đen sau lưng đó, là năm thằng ác ngã qua. Vì thế giới này đâu còn gì để mà làm việc nữa. Thế giới này sẽ hòa bình, nhân loại sẽ hòa bình. Chúng ta đi từ nước này sang nước khác không cần xin visa nữa. Dân số sau này mấy vị nói muốn ở đâu là ở thôi, thích ở đâu thì cứ ở, không có còn phải là di cư như là xây cái bức tường như kiểu ranh giới mở nữa. Rồi ở bên Âu Châu tức là con người sau này ai cũng sẽ văn minh đồng bộ hết, nó không có thể là một nước quá nghèo, nước quá giàu. Và ai thích ở đâu thì cứ việc ở đó. Trên nói như vậy á, không còn ranh giới nữa, có nghĩa là không có quốc gia nữa, không biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sau này người ta nhìn lại có hai cái đảo nhỏ xíu mà chẳng có làm được chuyện gì mà dậy sóng Biển Đông. Người ta là cái trò cười của những thế hệ sau trong tương lai đó. Chỉ có một cái người ta sau này cả thế giới phải giật mình, đó là có quả địa cầu này có con trời xuất hiện thiệt, lập cái đạo thiên tâm để lưu truyền cho họ. Sau này họ tất cả người trên thế giới sẽ theo đạo thiên tâm hết. Và sau này họ mới biết là chúng ta xuống đây chỉ là một cái lớp học dở lòng. Người nhân loại sẽ nhìn ra được cái đó. Còn bây giờ thụ nói mang cái thân này học dở lòng, ai cũng cười bể bụng. Cười không có nghĩa là họ ngu hay là họ khôn, mà vì họ không biết. Mà muốn cho họ biết, một đời người, con người khó biết được lắm. Họ có thể biết cái gì xấu trong vòng 3 giây, mà biết cái gì mà khôn, mà cao siêu á, họ phải cả đời, họ nhiều lúc họ tìm vẫn không ra chân lý á. Mà cái chân lý sư phụ nói trên đây 5 năm, giống như thằng bạn mình ngồi hôm qua, cái kiểu mà nói chuyện á, quen cũng lâu rồi, 5-7 năm á, mà có ra được chân lý không? Vẫn không hiểu. Mấy ông rồng xuất hiện trên mây, đem vô Nam Quang á, đem cái hình sư phụ tặng đi vô Hollywood, tại nó quen với mấy người Hollywood. Chỗ cái hình này Hollywood nói hình này hình thiệt á nghe, chứ không có thể là Photoshop, tại lúc đầu ảnh nói là Photoshop. Rồi á, tưởng là ảnh tin, ảnh cũng vẫn không tin, ảnh lâu lâu có cái mây tụ lại giống hình rồng, mà giống hình. Cái mình đưa hình khác, thì ảnh cũng sẽ nghĩ như vậy. Chứ nên tìm chân lý, con người không phải ai cũng tìm được. Có đại phước, hữu duyên hữu phước. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cần phải ở cái địa cầu này, chúng ta cần phải thay đổi cái tư tưởng đó. Chúng ta mới về trời mới adapt được, mới làm được. Cũng giống như ngày xưa sư phụ ở trong trại tị nạn, đâu có biết cái cách sống của Mỹ. Người ta phải đưa qua Ba Tăng là ở Phi, có một số qua Phi, qua Ba Nát Tư Khơm, từ đó mới đổi về Nam Dương. Sư phụ vô Nam Dương học những cái cách sống của Mỹ, học 3 tháng. Mà bây giờ mình lớn lên ở Mỹ, mình thấy trời ơi, Mỹ cần gì phải học. Mà Liên Hiệp Quốc phải bắt đi học cách sống. Thứ nhất, ra đường không được hỉ mũi. Thứ hai, không được dựa vô tường đi tiểu. Mà không học rồi qua mà làm kiểu đó là bị gì? Bị bắt đó con. Thứ ba, khi lái xe ngồi không có được dục rác. Trời ơi, nó dạ như vậy đó. Thì rồi thứ tư, khi nói chuyện không có được nhai đồ ăn. Thôi dạ nhiều lắm. Mình thấy cũng ngông ngộ. Trời này nước của tôi mỗi ngày mà. Tụi nó làm việc nó mỗi ngày. Thứ tư, đi ăn vô nhà hàng không có được nói chuyện lớn tiếng, là vì cái bàn kế bên người ta cần cái sự yên tĩnh đúng không. Thứ năm,
không có được ca hát nghêu ngao khi đi đường. Nhiều chuyện mà người Mỹ dạy mình khi mà bước chân vô làm gia nhập đời sống ở Mỹ. Thì mấy con muốn gia nhập đời sống cõi thiên đàng là phải làm sao? Thì bây giờ phải nghe lời sư phụ dạy. Chứ bây giờ ở dưới thế gian chẳng có biết cha là ai, cũng chẳng có biết đọc cuốn kinh thiên tâm là gì hết, thì cũng chẳng có biết cái đời sống thiên đường nữa. Đời sống thiên đường con người ta giống như đời sống là người ở Mỹ này vậy đó. Còn người bên tị nạn mà lúc vượt biên qua đó đâu có biết. Mà trong khi nước Việt Nam trước 75 là văn minh đó nghe. Thì dạy mặc đồ ngủ, không có được đi ra đường. Ra đường không được mang dép lọt sọt. Sau này nếu mà sư phụ mà có cơ hội, sư phụ sẽ làm giống như vậy. Tất cả đi ra đường mặc đồ vét giống như Nhật vậy. Nó đi như dịch vậy đó. Ào ào. Trời ơi, một cái quốc gia mà người ta năng động như vậy thì mỗi một người, người ta chỉ làm một xong một công việc một ngày thôi là quốc gia của họ tiến bộ như thế nào. Con hiểu không? Chứ không phải như Việt Nam mình vừa ra đường nhìn góc kia nằm cái võng. Ông nội kia để chai rượu đế với cốc với mấy chai ổi. Nhìn qua bên kia cái bà tám ngồi nhai chầu. Không, nước Việt mình vậy đúng không? Nhìn lại mấy đứa nhỏ chơi lem luốc ở ngoài đường mà chửi thời đủ đủ kiểu. Nước Nhật là không có cái đó. Một hộp con tìm cái thùng rác bên Nhật không có. Ai cũng mặc đồ vest lăng xăng đi cái hào giống như là mà đi cả một cái thành phố Tokyo, lúc nào cũng người ta cũng ăn mặc lịch sự, đồ vest rồi vải cái cặp gì không. Sư phụ đón thử nghe, cái thằng mà làm cái chức vụ nhỏ thôi nó cũng mặc đồ vest, đâu có gì đâu. Mà thành ra cái quốc gia của người ta lúc nào cũng hùng cường, giàu mạnh, giàu có. Cho nên Việt Nam mình sau này thu đổi lại, mỗi người ở nhà đó không có được nằm ù lì, phải ra đường. Ra đường thế nào cũng làm được chuyện này chuyện kia, còn nằm nhà làm được cái gì. Phải như kiểu Nhật vậy đó, đi vậy đó. Cho nên con mà tìm một người Nhật nó mà béo phì á, hiếm lắm. Với người Nhật nó ít có bệnh, tại nó đi tốn ngày. Trời, exercise mà. À, nhưng mà một người nào phải đặt ra cái khuôn khổ, phải ra cái luật thì người ta mới làm được. Nó có cái luật của nó. Nên sau này sư phụ bắt vậy. Tất cả trai gái mặc áo vest ra đường phải không? Rồi ra người Nhật á, người ta im im, người ta không bao giờ ta nói chuyện qua chuyện lợi hay là xào xáo. Chứ không phải như Việt Nam mình á, hả, đứng chợ một cái là ồn ào khủng khiếp luôn. Gây lộn chửi lộn. Đời sống chỉ có cách nhau không có bao xa, mà một thiên đàng, một địa ngục. Việt Nam mình như địa ngục, y như địa ngục chẳng khác gì. Thì mình, nhưng mà nhìn lại người Mỹ với người Nhật, nó là giàu có dân mình đó không? Nó thiên đàng. Trong mắt sư phụ mấy người Mỹ cũng là địa ngục của thế gian. Nó cũng chả hiểu gì mấy người khách bạn sư phụ thiếu gì kỹ sư. Nó cũng chẳng có hiểu cõi trời như thế nào. Ở trên cõi trời chúng ta ngày nào cũng ai cũng vui cười, cũng đi coi hoa chỗ này 3.000 năm, 4.000 năm nở, cũng bay đi qua thành tinh kia, qua thành tinh nọ. Có nhiều thành tinh lắm, nó tới 3-4 ngàn cái thành tinh có nhân loại sống. Xẹt cái là tới rồi, cũng giống như hồi nãy 15 phút, xẹt cái là mẹ tới, mẹ dạy cho phụ một bài học á. Chứ phụ cũng nói chuyện với mấy gì. Thì mình đi chỗ này chỗ kia mà văn minh rồi dạy lại cái những cái thành tinh nó kém trí thức. Chứ không phải như thằng Nhật, nó cũng chả có hiểu về tâm linh. Nó chỉ sống đời sống của cái thế gian này thôi. Cái đó cũng chưa có gọi là học hỏi nữa. Nó chỉ là sự trung thành với lòng tự tôn của quốc gia của họ. Chứ còn một đời này nó đầu thai, nó sung sướng đầu thai làm người Nhật. Nhưng mà biết đâu kiếp sau đầu thai làm Africa thì sao? Con người mình chuyển thế mà, mang thân này qua thân kia. Thì muốn về thiên đàng, tất cả phải nghe lời sư phụ, đọc kinh, ngồi thiền trong lúc này. Việt Nam á, mà không có muốn chết chóc hay là bị mất của, mất đốt củi, đốt lò nữa, giống như bữa giờ náo động á,
thì chỉ có một đường phải làm, đó là đeo dấu thiên tâm và khấn thượng đế. Mấy ông bự á, mấy ông bộ trưởng là thứ trưởng đảng viên á, là 4 triệu đảng viên gác nghe lời mệnh lần đi mấy đại ca, đeo dấu thiên tâm vô thì mấy ông sẽ không có bị cái gì. Còn nếu không á, Tô Lâm gõ cửa nhà mấy ông á. Nói đang nhai. Hỏi gì không? Lên đây ngồi hỏi. Bấm Google đi. Bấm Google. Con ở Việt Nam qua, con đi tìm chân lý nên giờ con gặp sư phụ. Bữa sư phụ có nói cái clip lâu rồi, nói là bất trọng ẹt, nhưng mà cái nghĩa đen của nó đó là bất trọng không còn quyền lực trên chính trị, chính trường nữa. Kẹt bẹt cái chỗ đó. Nhiều người không có hiểu, cứ tưởng là ông ẹt, nhưng mà thật sự ổng chỉ là một cái xác không hồn thôi, có để giữ chân chứ ổng không còn dính líu tới quyền lực nữa hết. Lúc đó là ở trên đã initial ổng vậy rồi, nhưng mà chưa có chịu cái hồn của ông đi thôi, để mà tự quốc gia cũng còn cái xác cần ngáp mà dùng, con vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng được, sư phụ vẫn còn giá trị lợi dụng được để cho không có đổ máu. Tất cả và tất cả những chuyện biến động của Việt Nam, tứ trụ hay là tám trụ hay là một bây giờ một trụ, cũng vẫn là làm việc cho cha, vẫn làm việc cho sư phụ, cho đức thầy thôi. Không có hiểu không? Họ không có biết, họ tưởng là họ còn thôi. Rồi tự nãy muốn nói gì nói tiếp em. Đâu chân lý nó làm sao rồi, cả kể nghe thử. Chân lý là cái gì, kể nghe thử. Chân lý là mình muốn thoát cái cảnh khổ nhọc mà phải về vì tên mẹ ở đây, rồi dân chúng người ta khổ hại, thấy khổ quá. Rồi hồi mà có bắt gặp sư phụ tới giờ là theo sư phụ tới giờ luôn. Theo mà không hiểu những gì mình nói là mê tín gì đó. Nếu mà không có thực hành là mê tín. Nhưng có chút sức. Nói chuyện nó đi, kể ra đi. Gặp quái quá hả? Gặp Minh Dương ngạo hiệp. Minh Dương chả có lông bào, cũng chẳng có ngai vàng. Minh Dương ngồi dưới gốc cây ăn bánh ủ hay bánh quy. Mà sau này sẽ là thiệt, nó có, nó sẽ xảy ra từ từ, nó xảy ra thiệt. Thiệt là 100% rồi chứ đâu còn. Ai không tin chứ con tin là 100%. Tin nhưng mà phải cần có một quân khu
quân khu trưởng hay gì đó tin thì mới là quan trọng, chứ còn một người tin thôi. Cũng giống như mình cần một người chích cao cỡ như Bác Tô vậy đó, tin là xong, là Minh Dương thiệt. Còn nếu không tin thì nước Việt cứ khổ hoài, nếu không tin thì nước Việt cứ la quằn quại đau khổ và giết lẫn nhau hoài. Chứ còn một người như chức vụ cao cỡ như Bác Tô Bác Thưởng là tin cái là xong, ai cũng có lợi hết. Một ông thôi mà đâu cần nhiều ông, nhưng mà đâu phải dễ đâu. Mà cái mấy vị nói họ không tin con phải làm cho họ tin. Trời, con phải làm sao? Họ chỉ thích gái với nhậu với tiền với này nọ thôi, họ đâu có thích thần thánh đâu. Không phải dễ, khó lắm. Cho nên chỉ cần một ông tin thôi mà rồi mọi chuyện xong rồi, đâu cần đột máu. Hả? Hồi mấy năm trước ông quậy dữ lắm á. Ai quậy? Ông Tô Lâm á. À, năm nào cũng bớt, rồi 2-3 năm nào cũng bớt. Bớt? Dạ. Bớt? Dạ. Tô Lâm hiện giờ bớt quậy hả? Dạ. Ồ, quá bớt luôn. Nó quậy dữ lắm. Ông chưa có đem Phạm Minh Chính ra làm BBQ á, là cũng là phước của Phạm Minh Chính rồi đó. Là BBQ hết rồi. Hả? Vậy đệ tử là nó bớt quậy công nhận. Ở thiên nó có hai phân loại. Con loại cỡ như con đang nói chuyện á, thì cứ thiên tâm thôi, ôm cuốn kinh. Nếu mà giờ chót thì được đi về. Còn mấy đứa trẻ trẻ nè, nó vừa thiên tâm vừa thiên biệt. Tại vì phải làm Bồ Tát Đạo, tức là giúp sư phụ về mặt đời, cứu dân độ thế, thì có công đức với cha. Cứu dân cũng là một chuyện làm công đức, không phải mình lấy tiền trong băng mình cho người ta là có công đức nghe. Mình làm một cái chức vụ gì giúp thiên tử cũng là có công đức á, vừa lãnh lương nữa chứ, không? Mà trẻ còn như cỡ lớn lớn như cỡ Lan nè nghe, cỡ Hải nè nghe, cỡ đệ tử đó nghe, đó nữa nghe, đó nữa nghe, còn ai nó không đây, đó nữa nghe. Thôi thì ngồi thiền ôm cuốn kinh đi. Còn như cỡ trẻ trẻ này nè thì cả hai theo sư phụ, để ở trên trời sẽ lâu hơn, để về trời gặp hết. Ví dụ như Lan sẽ gặp mấy đứa này trên trời, nhưng mà mấy đứa này nó theo sư phụ về mặt đời, nó giúp sư phụ nó ở được thêm 1 tỷ năm, còn chỉ ở được có 1 triệu năm mới còn lọt xuống trái đất lại. Tại không có làm công đức, chỉ biết hưởng không à, không biết tạo ra, hiểu không? Cũng như mình đi làm phải bỏ saving vậy đó. Còn này á, vừa cơ hội mà xây binh là chỉ có theo thiên biệt để giúp, là một cái cứu dân độ thế mà có công đức. Mà Việt Nam hâm mộ sụ mà chạy qua tới đây á, mà lọt được tới Mỹ này chắc là phải đại gia phải không? Nó qua được Mỹ. Không có đại gia chứ phụ mà đều có tiền đi được, không có đại gia. Con là cho. Chứ còn Việt Nam thiếu là người ta cũng muốn đi á, ta đâu đi được đâu. Việt Nam không có cái to đâu, cái visa của Mỹ chứ phụ. Nhiều người thấy mình có mấy cái cây anh đào cảnh này đẹp á, nhiều người ước tới đây á, một đời người chưa được tới nữa. Còn những người ở đây gần ghiếc á, thấy cũng chán thì chắc chưa đến nào dám nói chuyện chán phải không? Trời, Thiên Long Sơn mà dễ gì chán, cụ đi cũng nhớ chỗ này á.
ở cái hàng đệ tử Hội Thiên nó có nhiều trình độ lắm, cảm nhận kiểu nào cũng giống như mấy những cái người mà biết sành điệu mà biết sử dụng uống rượu chát vậy đó. Hội Thiên chúng ta cũng vậy, cái đứa nào mà tu tập nhiều, mỗi ngày đọc cuốn kinh nhiều á thì nó biết sơ hộ và thuộc loại rượu mắc tiền thứ xịn, phải không? Còn đứa nào cũng là Hội Thiên nó vô nó đâu biết, nó uống rượu giống như chai rượu chát đi, nó lạc lẽo lắm, nó thích bia rượu đế hơn, tại vì cái taste của nó, cái lưỡi nó chưa có tới. Thù nhìn thù biết đứa nào như đứa nào chứ. Đó là lý do tại sao thù kêu mấy con mỗi ngày phải gắng tu nhiều, tu chừng nào nhiều, chừng nào sáng, chừng nào mới thấy được thù mình rõ chừng đó. Chứ còn không có tu khó nhìn thấy, nhìn thấy từ cái ý nghĩ, lời nói, hành động. Những chuyện vô làm là mấy hộ đâu cần giải thích, nhưng mà để đến lúc mà thù giải thích rồi á, có giải thích rồi kỳ này kỳ sau cũng vẫn không hiểu, tại cái trình độ không tới, nó vậy thôi. Trong những ngày tháng kế tiếp nước Việt nhất cũng phải nên xưa giờ cũng nói nhiều, giờ nói nữa không biết, giờ kêu chuẩn bị thủ gạo săn nước nữa, không biết ta còn thủ nổi không, giờ nó cũng đâu còn vậy đâu để thủ gạo thì cũng nghèo rồi, nước đồng khô rồi, đâu có thực phẩm nữa, đâu dự trữ thì cũng nên dự trữ, tại vì khi mà có biến động hay là có chiến tranh hay có ở trong nước có biến động á, cũng là đói á, cái gì cũng có thể làm đói. Cái ngày đầu tiên mà khi quốc gia mà biến động, cái người chết trước là cái người đang bị bệnh á, bệnh gan, bệnh lọc máu, bệnh tiểu đường, tại mấy cái nhà thuốc tây nó cũng đóng cửa hết đúng không, đó là những người bị bệnh, mà người bị bệnh là nhiêu, là 1/4 quốc gia, là cái người bệnh đi trước, rồi từ từ cái người người ốm đi kế tiếp, thấy không? Nhưng mà mấy thằng ghiền rượu nó sẽ đi trước, tại vì lúc đó không đâu có bia, đâu có tiệm gì đâu bán rượu đế cho uống, mấy ghiền rượu nó ghiền trước, đi trước, thì những người bệnh tật sẽ đi trước, thiếu thuốc cũng chết, thiếu rượu cũng chết, thiếu nước uống cũng chết. Ở Việt Nam bây giờ nghe miền Tây á, người ta tắm, người ta còn phải giữ cái nước người ta tắm lại nữa, thiệt là thê thảm. Có tiền có vàng cũng không có giúp gì được trong lúc này. Giống như xưa những phú hộ mà năm 1942 ngoài Bắc á, mặc áo cho đẹp vô để đóng tiền đóng vàng á, rồi đến chết đói thì cũng chết đói. Cái con ngựa của thằng Nhật á, thời xưa nó còn có phước hơn là con người Việt Nam rồi đó, nó còn được ăn đồ ăn, còn người để đói chết. Chết mà trong những câu chuyện thời đó, cái người chưa chết á, cũng tại có cái ông đẩy xe mỗi ngày, ông đẩy ông lụm xác đi á, rồi cái người cũng gấp gấp ngầm vậy, ông kéo lên luôn, rồi cái người mà đẩy mà sắp sửa đi lại cái chỗ chôn tập thể nó, cảm ơn bác nghe kéo tôi ra đó, tại vì người ta biết chắc người ta được chôn cái đó còn hơn là nằm ngoài đường cho con này con kia nó ăn. Con người nó những lúc có cảnh tượng đó. Coi lại phim với lịch sử là 542 đi, bây giờ đứa nào cứ lên trên mạng phát ra những cái đó, tại vì Hội Thiên chúng ta là hiện giờ có nhiệm vụ là để gán mỗi một ngày tất cả các đứa đệ tử Hội Thiên trên thế giới mà làm YouTube, làm Facebook phải trấn an cái tinh thần của dân tộc Việt Nam 100 triệu dân quốc nội và quốc ngoài, tại chúng ta không có ai mà không có thân nhân nước Việt hết đúng không, tuy là ở ngoài 6 triệu chứ người của mình trong đó không à. Thì trấn an thì bằng cách là dùng những cái kỹ thuật và cái trí huệ của mình á, để mà làm mấy cái mạng truyền thông á, để trấn an cho họ biết có cơ trời, có sấm cơ, có Đức Thầy sẽ xuất hiện. Rồi hiện giờ để cho họ
biết là sắp sửa có chết đói, thì muốn cho họ biết có chết đói thì mấy con cứ làm những cái YouTube thời chết đói lên nhiều nhiều lên, như cái nguồn sống đó mà. Cái này là món ăn mỗi ngày, hai ba ngày họ quên thì hai ba ngày là sư phụ lên nói chuyện mới nữa. Trời, sư phụ là cũng Google chẳng qua không có ai hỏi thôi. Thì giờ cho lên là thời 42 đói, đúng không? Đó. Rồi cứ đồng thời đem mấy sấm cơ của sư tổ là Đức Thầy ra, với sấm cơ mà của mấy vị hùng trên sông núi đọc trở lại. Tháng 3 vào tiết thinh minh thì đó mình bữa giờ mình làm rồi, mình đọc cứ là sấm cơ thôi. Mà cái sấm cơ mà mấy con đang cần phải làm đó là chừng nào thất tướng lộ ra, chừng đó nước nhà mới an yên. Thất tướng nó có thể là quân khu 7, có thể là 7 ông tướng, có thể là anh 7, đúng không? Nhiều lắm. Không biết có ông nào là nắm về quân đội mà gọi là anh 7 không, hay là mấy vị nói mà sấm cơ đâu có biết gì đâu. Thất tướng lộ ra thì cái gì giống giống số 7 á, thì lúc đó nước nhà mới an yên. Rồi lại miên xâm lấn Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Trời ơi, mấy vị làm thơ hay lắm. Sao vàng bản đỏ mà rụng đầu nay mai. Lấy mấy cái bài đó bỏ lên. Trời, lời của Phật Thánh Tiên đâu phải là đùa đâu. Tại cuồng phim này đã đóng lâu rồi, cả nghìn năm rồi. Bây giờ chỉ qua đem chiếu lại trên trái đất mình thôi. Thụ cũng đã coi cái này rồi, coi mới biết mới nói. Còn người phàm á, chưa coi, chưa coi thì ngồi vẽ voi, vẽ cái đuôi con voi, vẽ cái chân của con voi. Rồi có đề tài gì nữa không đệ tử? Hỏi đi. Giàu hơn. Tự vì mình đâu có đẻ nhiều như Mỹ Đen với Mỹ đâu. Nó nhiều quá nó bốc. Nó sau này nó chiếm nước Mỹ. Mấy Mỹ trắng phải rút đi xuống biển hay rút lên núi ở. Thành phố giao hết cho tụi nó. Cho nên sau này nước Mỹ nghèo nước Việt là gì? Rồi có là đã gì? Là ở cái cảnh cái tiểu bang Cali này à, nó có một cái danh hiệu là Golden State. Golden State California. Có nghĩa là từ cái thở mà tiểu bang Cali chưa thành lập ra một cái bang mà vàng nó là dưới đất dưới nước, người ta cứ đem ra ta lấy. Thì có thể Việt Nam sau này mình có thể là Golden Country, hay quá. Giống như kinh sấm Đức Thầy nói núi cấm không có có mỏ vàng mỏ ngọc. Golden Country. Sư phụ nghĩ cái ý của con có tương đối được không? Chuyện sư phụ phải biết như vậy. Thôi cái này hơi thiên cơ sư phụ không có nói. Từ từ đi sẽ hiểu. Trên đời này chẳng có ai sợ con trời, cũng chẳng ai sợ ông trời, cũng chẳng ai sợ sấm cơ, cũng chẳng ai sợ Đức Thầy. Nó cũng giết Đức Thầy, cũng giết Ngài Minh Đăng Quang, chẳng ai sợ hết. Khi con người lòng tham lên, họ chỉ biết cần chuyện họ cần mới làm. Có hiểu chưa? Họ biết ngày mai ông trời búi cho họ một búa, họ chết. Hôm nay họ cũng vẫn ăn hiếp con ông trời, là vẫn phải ăn hiếp. Cái đường lối của cái đầu của con người là như vậy. Cho nên bất cứ cái gì mà cho nước Việt, ở trên cha mới nói con phải dùng trí bát nhã để mà thành công. Cái nào thường nói thì nói, cái nào thường không nói thì không nói. Trong lúc này đảng Thiên Việt
ra đời. Chứ đâu có giống như cái đảng mà lên trên mạng tùm lum, thì phải đi gặp từ nhân vật, từ người, phải không? Âm thầm phải không? Vô my team phải không? Đại khái, đâu ai biết đâu, bí danh với nạc danh không à. Nhưng mà làm gì á, mình cũng phải có cái công thức của mình làm. Có một điều duy nhất, luôn luôn lúc nào có Thiên Long Bát Bộ, không phải là Quỳnh Long, Thanh Long, Xích Long, Bạch Long, bốn vị là có tên tuổi trên của cha ấn định bảo hộ sư phụ, nhưng mà mỗi một vị này có rất là mấy ông rồng sau lưng nữa, rồi có mấy ông thiên tướng nữa, đông lắm, là 18 vị A La Hán lúc nào cũng bao quanh sư phụ để mà hộ thể giữ sát phạt. Mỗi một chuyện, mỗi một cái gì của sư phụ làm đều mấy vị dẫn dắt hết. Sư phụ không có không, là giống như là không có cái gì gọi là tự chủ hết. Sư phụ chỉ tự chủ mang thân phàm, dùng cái trí tuệ của mình làm việc. Làm sai thì quýnh một cái bợp tay, ngã trở về. Có những lúc sư phụ cũng có sai chứ không phải không có sai nghe. Nhưng mà sai sư phụ giật mình, sám hối liền. Còn những hàng đệ tử, mấy đứa con chỉ có một lòng trung thành với cha thôi. Trung thành cha nghĩa là gì? Trung thành với sư phụ đó. Con có hiểu không? Sư phụ cũng thường dạy mấy con, sư phụ sẽ không bao giờ làm gì để cho cha buồn mà. Chỉ có một cái, trên đường chính trị đi, có những lúc sư phụ phải đóng vai này, phải action thế nọ, phải giả ngu thế kia. Bây giờ đọc đi, đố ai biết được thánh phàm đó, giả ngu giả khờ. Còn món là sư phụ làm gì cái kẻ đóng lao nháo đâu. Ô sư phụ đi sai đường, ô rồi nè nọ. Mấy con cứ vậy hoài sao mình làm chuyện lớn được. Một người mà gần sư phụ giống như Veronica hay là Nga hay là Thảo hay là Yến, đều là có sứ mệnh, có cao không? Ở trên sao không biết được chứ. Rồi có những lúc ở trên cho nữ cán bộ hay là tổng cục 2 nằm sát cạnh sư phụ 5 năm, 3 năm. Để làm chi? Để bất chiến tự nhiên thành. Mỹ nó cũng CIA, nó cũng vậy, những cái tình báo của Mỹ cũng vậy, phải double cross. Chứ bây giờ mấy ông nội Việt Nam có biết thằng này là thiên tử thiệt, thiên tử giả. Mấy ông cũng sợ chết. Nhưng mà có người của ông nằm sát bên nách sư phụ á, nó quá thiệt đi. Tại mấy con ở gần mấy con mới là thiệt. Còn mấy ông ở xa, mấy ông coi phim hay là coi YouTube, mấy ông đâu có cảm nhận được. Cho nên có những lúc mình cũng phải để cho những cán bộ gần sát mình, mấy con có biết không? Sư phụ cho thoải mái. Khi nào sư phụ thuộc hàng giả rồi mới sợ. Chỗ hàng thiệt, đốt lửa đi, đốt càng nhiều càng sáng á. Hàng thiệt mà, thứ thiệt mới nói chuyện thiệt và nó mới trúng thiệt. Còn thứ dởm á, nó có cái chục thằng thiên tử ngoài kia, nó chả biết nói gì mà nói chặt lắc. Tại vì cộng nó dựng lên là minh vương giả nhiều lắm. Cao Đức Toàn, Long Hoa, Mật Tạng, rồi cái ông nội miền Nam có nhiều lắm. Mấy chục năm trước nó làm nhiều. Còn vàng thiệt thì không có sợ lửa. Sợ lửa thì không phải là vàng thiệt. Sư phụ không có sợ lửa. Sư phụ con rất là hiên ngang và rất là từ bi, bao dung. Nhưng mà ở một cái mức độ nào thôi. Làm gì làm, chuyện mấy con làm gì làm. Sư phụ bị cả cuộc đời này bị xiên tạc, sỉ nhục, chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà đừng có đụng tới hư mẫu. Đừng có đụng tới chuyện personal là nó sẽ không bao giờ có chuyện. Còn đụng tới personal là không xong á. Hiểu chưa? Golden State. Mình sẽ có Golden Việt Nam. Hả? Golden Country. Golden Country, vỗ tay. Việt Nam là Golden Country. Hay quá ta. Tưởng nó hay ta. Bữa nay dịch cái tên Golden Country. Còn bây giờ là gì, cũng là Golden Country mà go khác. Go này go, go gì ta? Hả?
hiện giờ cũng là go cả thế giới cười á, đi tới đâu cũng hôi cũng nói. Bên Nhật nó lại tiếng Việt á, coi chừng Việt Nam ăn cắp. Go này cũng là go á, vàng này cũng là vàng mà vàng này vàng gì không biết. Đi bây giờ Việt Nam đi đâu á ai cũng sợ hết trơn á, vàng này không biết vàng gì á, cũng là vàng thôi. Xin hỏi sư phụ, như Thiên Tâm, cái đạo Cao Đài, điều thờ Cộng hòa Thượng Thái và Phật Mẫu, thì theo sư phụ là hai cái đạo như nhau, chỉ là khi xuống trần này Cao Đài xuống trước thôi mà để dạy để quy lợi tất cả những cái đạo lớn vào thời đó, nhưng mà không có như tiếng nói Việt Nam mình trời chiến tranh cho nên không có mình tướng mạnh, Thiên Tâm xuống cũng vậy, nên Cao Đài thờ cái nhãn cao hơn đó là Phật, dưới này thì giống như gọi Thượng Đế là cao hết rồi, dưới là Phật. Con như hỏi để giống như hiểu biết thêm. Đạo Thiên Tâm rất là gọn, cũng như Công giáo cũng như Hồi giáo, chỉ có Allah, chỉ có Thượng Đế. Đạo Thiên Tâm chúng ta chỉ có thờ Thượng Đế, không có thờ Phật nha. Mà cũng chẳng thờ Victor Hugo hay thờ ông Quan Công hay là thờ ông Lý Thái Bạch, cũng như Cao Đài. Cao Đài ngày xưa ra 100 năm trước dùng mắt thiên nhãn, ở mắt thiên nhãn mới mọc lên, nó cũng trùng hợp với tên của Thiên Tấn Kiệt này ở trên trời là Thiên Nhãn, biết đó mắt của cha hay là mắt của phụ nhìn xuống không chừng. Nhưng mà đạo Cao Đài có nói đúng 100 năm sau ông Phạm Công Tắc hả, phải không? Phạm Công Tắc hả? À, hộ pháp, ông cũng là tướng ở trên trời thôi, ông phải là con của Thượng Đế, ông chỉ xuống ông làm thôi, cũng giống như là ông là set up đi vượt biên vậy đó. Tàu bự là đây nè, ra ngoài đó. Cho nên sau này Cao Đài cũng sẽ sát nhập vô đạo Thiên Tâm, cũng cùng một cái niềm tin, rồi nó mới phát triển. Còn Cao Đài nó chỉ ở Việt Nam thôi, đâu Mỹ sao theo Cao Đài được. Nó nhìn thấy ông Quan Công là nó đâu có muốn theo. Còn Victor Hugo, ông Lý Thái Bạch, rồi còn này mình chỉ có Thượng Đế thôi. Còn cái đạo mà người nào sáng lập mới quan trọng, con của Thượng Đế mới quan trọng. Nó có cái dây chuyền DNA của dòng tộc, của triều đình, của God, đúng không? Cũng như Chúa Giêsu cũng là con của Thượng Đế. Thì sau này nhờ cái background như vậy, cái lý lịch như vậy vững thì thế giới người ta theo. Có hiểu chưa? Thiên Tâm chúng ta cũng vậy, sư phụ là con của Thượng Đế. Bây giờ cả thế giới hầu như ai cũng chấp nhận. Những năm đầu người ta không chấp nhận, bây giờ từ từ chấp nhận. Không tin á, thử không, muốn thử không? Tay này để xuống có thể hết bệnh á. Mà chân này đạp cái có thể ngày mai ẹt á. Ngày hôm qua có thể, hôm qua nói vụ Hoàng Kiều á. Trời xưa ông 4 tỷ ông lóc cá. Trời xưa đây khấn ba cây nhang cái ông sập tiệm luôn. Cho ông hết ấy, nhưng mà cũng chừa lại cho ông vài chục triệu để ông xài dưỡng già đó. Cốt ông chỉ là con nai thôi, mà ông lớn lối vậy đó. Chỗ biết hết những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nhất là nước Việt. Sụ ngồi coi, ơi mấy thằng này từ đâu tới, ê bà Phương Hằng từ đâu tới, rồng lửa, ô cha rồng lửa hộ pháp của mình, ô rồi bà Mỹ Lan từ đâu tới, ô bà Mỹ Lan xuống đóng một cái dây để mà cho thế giới biết được nước Việt là mình nó nhiều chuyện lạ, tức là đóng dây thôi. Nhưng mà thiên tử không ai đóng dây được nhá, tại thiên, mấy người đó chỉ là một cái màn của một cái khúc phim đó, cũng mấy người đó không có lập đạo được. Cả bên Lý Hồng Chí hay là bà Vô Thượng Sư hay là những cái nhà lỗi lạc bên tâm linh, họ cũng tương tự như là ngài Phạm Công Tắc. Sau này tất cả của họ đều quy tụ về một mối là Thiên Tâm hết, rất là dễ quy tụ. Cả cái đạo mà của sư tổ Đứng Đẳng và Thượng Đế Công, đạo Dung Quốc Thuần Quốc của Đài Loan á, hồi xưa là ngài cũng có nói cái này là một cái nhánh của đại đạo Thiên Tâm. Thiên Tâm chúng ta không phải là đạo thượng, đại đạo. Cho nên trong lúc mà đại đạo chưa ra đời thì những cái nhánh mọc ra nhiều gì vậy, nhưng mà cuối cùng là quy lại hết. Tại vì lúc đó sư tổ nói vậy mà, và Thượng Đế Công, cái này cũng là cái nhánh của Thiên Tâm.
huống hồ chi cái nhánh nó đi trước, cái nhánh đi sau, cái nhánh cao đài đi trước. Cái đạo mà muốn thu gồm thu thế giới cũng giống như gồm thu lục quốc, thường thường những cái khó khăn đó nó phải có cái chân mệnh cực kỳ cao thì mới có thiên long bát bộ gia hộ được. Còn những cái gì mà xuống thế gian học cho giỏi rồi họ lập ra một cái môn phái của họ, cái môn phái nó từ từ nó cũng sẽ bị tịch đi, cũng giống như ngày những cái người Việt Nam mình biết đó. Còn sư phụ là ai thì ai cũng biết rồi, sau này người Mỹ họ biết thì lúc đó đó là cái ngày trứng rồng nó nở, là người Mỹ sẽ biết. Tại lúc đó sư phụ còn ở thế gian tới 88 tuổi, bữa nay mới có năm mấy, có ai đi không, ai đi 67 năm mấy. Cho nên sau này á chỉ cần một năm mà đi họp với Liên Hiệp Quốc, sư phụ nói hết rồi, bắt đầu nó lấy hết 300 cái clip mà bữa giờ mình nó về nó nghiên cứu, nó mướn cho mấy chục đứa mà ngồi nghe lại hết những lời những chữ nó nói, lúc đó nó sảng hồn luôn á. Lúc đó mà nó kiếm thụ nó quỳ không kịp á, trời ơi hồi xưa mà tôi mà nghe được cái này á, tôi đâu có tấn công Ukraine bên Nga đó, trời ơi hồi xưa tôi nghe được cái này á, tôi đâu có đi đánh Đài Loan, trời ơi hồi xưa kia bên Bắc Hàn á, tôi nghe biết được cái này á, tôi đâu có chế nguyên tử làm gì. Cho nên từ từ nhân loại sẽ dùng mấy cái clip này họ nghiên cứu hết. Rồi từ đó họ mới ngộ ra. Đó là lý do tại sao cơ trời thiên cơ bất khả lộ, ai lộ sẽ chết, ai có thần thông nói ra sẽ chết. Bồ Tát không có nên xưng có thần thông, Phật cũng không có nên xưng, bất cứ ai tu mà xưng có thần thông. Chỉ riêng một mình sư phụ là người được cấp giấy phép. Là người như thế nào mới được cấp giấy phép? Mình phải nói ra tất cả chuyển luân pháp dương mà, phải nói ra tất cả những gì nhân loại không thể nói được, và phải nói ra những gì nhân loại không biết được, và phải nói ra những gì nhân loại cần phải biết, thì mới chuyển một cái pháp cũ thành cái pháp mới. Chứ còn mấy thầy trong chùa hay là ở Vatican cứ xào tới xào lui mấy cái kinh điển cũ, tới lui hoài, đâu có gì đâu thay đổi. Mình gọi là chuyển luân pháp dương, chuyển là chuyển cái bánh xe của nhân loại, bánh xe pháp. Ở cái thời mạt vận này, khi mà một người xuất thế để mà lập cái đạo và thay đổi cái tư tưởng và thay đổi đời sống nhân loại thì phải nói rồi. Ở trên trời nó như vậy đó, chứ còn dưới này người ta đâu có biết là trên trời sống như thế nào. Có ông trời là cao nhất, cha của tất cả các vị Phật. Đạo Phật người ta đâu có thừa nhận cha là lớn nhất, cho nên họ đi lẫn quẩn hoài trong luân hồi lục đạo hoài mà họ không biết. Còn ngược lại bên Công giáo, họ cũng chả có biết là cái linh hồn chuyển thế Chúa Giêsu của họ đang ngồi đây mà họ đâu có biết, tại họ không có được học tới. Sau này họ học rồi, họ biết rồi vậy đó, họ mới quản hồn á, thì lúc đó họ vẫn giữ lòng tin thời Thượng Đế, thời Chúa Giêsu của họ, với cái hình cũ cũng được khỏi cần hình này, nhưng họ phải học đọc ta vô Tam Đại Tạng Kinh. Tất cả các đệ tử Hội Thiên biết Tam Đại Tạng Kinh là gì không? Nó là một tàng kinh cát mà Phật giáo học hoài học không hết. Những vị hòa thượng chỉ cần học một trang thôi, nó không mấy nghìn cuốn sách á. Sư phụ có Tam Đại Tạng Kinh ở dưới nhà, ở dưới trong hạng. Là cuộc đời của Phật bốn mấy năm, Phật nói cái gì, Phật đi đâu, Phật làm gì, thì người ta mới kết nạp lại. Trong đó có những kinh điển mà Phật đem từ ở cõi trời xuống nữa. Cho nên nhân loại chúng ta không thể nào học hết. Với cái trình độ hiện giờ bên Đại Thừa học á, chỉ là giống như mẫu giáo trên trời thôi. Chứ còn trên đó mà nói tâm chánh định như bất động, Phật ba thân nhân thế có tinh, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, rồi mỗi bông sen rồi hiện ra một vị thần rồi này nọ đó. Mình nghe mình thấy chắc cái này là nói văn cho vui đúng không? Nhưng mà thật sự nó là thiệt không á.
mỗi vị Phật đứng cái bông sen rồi nó có. Cho nên những cái quá cao siêu đi, quá thần thoại đi, chúng ta không thể nào học được hết, mà học cũng không áp dụng được. Nói về Phật học nhiều lắm. Sau này nếu mà Cao Đài á, mà họ sẽ có, hiện giờ Cao Đài không phải là Cao Đài nha, Cao Đài này gọi là Cao Đảng sẽ có. Đảng viên không ạ? À, họ đâu còn biết tôn sùng ai đâu, đảng viên với tiền trong đó không, cho nên mình không có tính. Nhưng mà sau này á, họ sẽ hiểu được, họ sẽ thay đổi, thì họ có thể sẽ có một cái chánh kiến mới. Chứ còn hồi xưa như 100 năm là nói là đạo Cao Đài sẽ bị tịch, rồi tự ai nấy ở nhà lo đó. Nhưng mà vừa bây giờ đúng năm 2024 là đúng 100 năm phải không? Dạ không, Cao Đài lập ra ngày 26 rồi. 26, tức là năm 26 đúng không? 2 năm nữa. 2 năm nữa là đạo tịch đúng không? Đúng rồi, 2 năm nữa là thiên tâm take over. Chứ đâu có ai lập đạo nhưng phạm công tắc mà nó ở đúng 100 năm sau cái đạo này dẹp đâu. Sao không có nói, thủ nó 3000 năm. Thì thấy ở trên ăn khớp không? Một bên á thì đưa cái đạo Cao Đài ra nói là đúng 100 năm sau đạo này sẽ dẹp. Thì tự nhiên thiên tâm cũng là y chang vậy, nói gót. Tức là ở trên đã tính trước rồi. Cũng giống như cuộc đời của sư phụ là một cái phu sồ vậy á, gắn cái bức hình vậy đó, gắn vô một cái thôi là tất cả thành cái bức hình. Thên, giống con coi phim vậy đó, ra hết. Ra hết một cuồng phim. Còn giờ thiếu con chip này á là mọi thứ nó bị bế tắc á. Đâu không ai là lập đạo mà nói là đúng 100 năm sau đạo tịch, không có chuyện có tịch. Bước qua thiên tâm, đi tàu bự đã hơn đi xuồng nhỏ. Thì cha biết được. Nhưng mà mấy vị cũng có nói, tại vì có cách đây 3 năm cái ông gì ông là ông phải ông Phạm Công Tắc, ông gì con ông gì nữa, Ngô Minh Chiêu, ổng đi chơi về ổng tặng cho mình bài thơ, tại mấy vị cũng đang hiện hữu thì ổng đây nè, rồi tặng bài thơ rất là hay. Sau này thiên tử tiếp quản Cao Đài mà ổng nhắn lại vậy luôn á. Đó, đạo Cao Đài hả? Dạ, gốc cô Cao Đài nhưng sao? Gốc tu đạo Phật. Mình không có Victor Hugo ý, cũng chẳng có Lý Thái Bạch trong đó. Chỉ có Thượng Đế duy nhất. Độc Giác Thần là cha của mình thôi. Cha của mình rất là hiện hữu. Trong cái vũ trụ này, bất cứ ai sanh ra ở trên quả địa cầu này là từ đó mà thành Phật cũng đều là con của Thượng Đế. Tại vì Thượng Đế lập ra quả địa cầu này đã có hàng tỷ năm lâu rồi, đúng không? Thì dầu cho cũng là thành Phật nhưng cũng vẫn phải gọi cha là cha thôi. Tại sao mấy bên Phật giáo họ lại không có chấp nhận? Là vì tại vì họ không chấp nhận tên hôm nay đạo Phật mới mà đi thời vào thời kỳ mạt pháp. Dạ, nhưng mà nhân tiện là sư phụ nói về mấy cái đạo giáo á, thì con hỏi là ví dụ giờ sư phụ có những cái lời khuyên hay là những cái dạy bảo gì cho những cái Phật tử mà tu, giống như là những Phật tử này, đặc biệt là những cái Phật tử lớn tuổi đó, là người ta hồi trước giờ là người ta cứ cũng làm việc tốt, cũng là làm theo giữ tam quy nhất giới rồi. Quá sốc vì cái tờ giấy trắng trong cái đầu của mình á, của người họ đó, đã viết đầy hết những cái đó rồi, bôi không có được. Họ tin có giảng sanh, hôm nay có thằng con ông trời lên nói không có chuyện giảng sanh, họ đâu có chấp nhận. Nó tự nhiên họ không có thể chấp nhận mà họ đã bỏ gần cả đời người để mà đi theo cái đó.
đi theo cái mơ hồ đó. Hôm nay có một người nói sự thật không có chuyện giảng sanh, họ đâu có chấp nhận, họ mất hết làm sao? Thì thôi để cho họ sống một cái quyền thoại như vậy đi, họ sẽ tái sanh trở lại, rồi từ đó họ hiểu. Bằng chứng những cái vong hồn mà theo Phật giáo chết tới cổng Thiên Long Sơn, ông Sơn Thần á, ổng từ bi ổng cho lên, thì lúc đó mới quy, mà quy trong cái thần hồn phụ ngồi đây hiện trước mặt, rồi phụ quy cho thiên tâm, thì phụ đưa về. Với cái người đó vẫn tu bên Đại Thừa, vẫn giữ giới, nhưng mà đừng có xúc phạm với sư phụ, đừng có xúc phạm với thiên tâm, đừng có xúc phạm với cha, thì họ mới có đủ phước. Còn xúc phạm xong là họ không có đủ phước, phụ không có làm được. Tại vì mấy thì bên thiên á, thiên tâm chúng ta thấy dễ nhưng mà khó hơn đạo Phật gấp ngàn lần, chực cái là bị phạt liền, có hiểu không? Nhưng thiên tâm chúng ta đời cho đúng đời, đạo đúng đạo, cha mẹ cho ăn sang mặc đẹp, cho giàu có để thử cái lòng của mình, chứ không có cho cái gì cũng buông bỏ hết rồi sống như là bất cần đời á, thì không có đúng. Cà gù cà gật á, mà vô gặp mấy ông thầy quốc danh cái này nó mới chết cái đống vậy đó. Thiên tâm chúng ta là ra đời phải thông minh, phải khôn, phải lên chức, lên nè, phải không? Có một cái là thiên tâm chúng ta là bi trí dũng, còn bên kia là mấy ông chỉ dạy bi không à, trí cũng không có, dũng cũng không có. Thì cho nên cái ghế có một chân bị rớt. Thì những cái người lớn tuổi này tốt nhất nếu mà còn chút lòng tin, bây giờ đeo Phật bạn em này, đeo dấu gì trên cổ thì đâu sao, đeo thêm cái dấu thiên tâm thì quả mai á, sư phụ còn cứu. Tại sư phụ là người bên cõi vô hình đó, là cũng là đa người đang sàng lọc mà. Cái chiếc thân của sư phụ có thể đi 1.000 người trong một cái đêm được á, và có thể giúp được nhiều người có thiện tâm về trời, mục đích là về trời nhiều thì sư phụ được cha trả lương nhiều, không giống như là tạo được nhiều member, được nhiều commission vậy đó. Sư phụ cần đông người mà, đâu muốn ít người đâu, chứ còn ít quá về chảnh cho nên con xuống đây con làm ăn gì, con đi chơi hả? Cho nên mấy Phật tử này khó lắm. Thôi cho theo thầy Pháp Hòa đi, cho ông vụ. Mày không ngon, mày không ngọt lắm. Sư phụ đó trốn, trong Phật nó dạy văn tư tu, văn là nghe, tư phải suy nghĩ lấy rồi thực hành. Ăn rồi mà mới họ không ai, không có tư à. Chứ văn chứ tư tu à. Nghe là làm như một người quán thôi. Nhưng mà đối với những cái bác mà lớn tuổi, người ta cũng cả đời, ví dụ như người ta cũng có tin theo nhân quả, rồi người ta cũng theo đúng theo cái làm những cái việc thiện hay là rồi niệm Phật, là coi như là đa số là mấy người lớn tuổi là không có đi chùa nữa, sư phụ người ta ở nhà, người ta chỉ có biết tụng kinh niệm Phật sám hối, thì như vậy thì người ta có được lên cái bây giờ đạo Phật, đạo Công giáo, đạo nào tốt hơn? Chẳng có đạo nào nói là tốt hơn. Đạo Công giáo, Hồi giáo có thằng khủng bố mà nó mượn danh nha. Đạo tốt hơn, chẳng đạo nào tốt hơn. Khổng giáo, Cao Đài giáo, đạo nào cũng là ok hết. Để mình trả lời chung dung cái này. Rồi cái bác Phật tử đó chẳng có làm gì sai hết, thì bác cũng dẫn được, cho là giảng sanh đi, nhưng mà nó không phải là giảng sanh mình nằm trong quan ba sen mà cõi A-di-đà như bác nghĩ. Nó cũng về được tầng trời đâu xuất thiên, số 4, số 5, số 6, số 7 thôi, cũng được về trời đó. Họ thiên chúng ta cũng được về trời, nhưng mà nó chắc ăn hơn là gì, ở trên kia cũng vẫn xài passport. Ok, thiên lan phải không, có tên sẵn rồi. Còn cái kia là phải hơi khó khăn hơn chút, có nghĩa là giống như first class vậy đó. Còn cái kia là economy. Chứ không phải mình nói là không được nghe. Hiểu chưa? Mà ngược lại, một đời người của chúng ta sống rất là hiên ngang. Sư phụ như thế nào thì mấy đệ tử như thế đó. Sư phụ lúc nào sang thì mấy đệ tử cũng phải sang. Chứ không phải như kiểu kia mặc áo chàng vô cà gù cà gật cà đầu tóc bù xù, không make up, không son phấn gì hết. Mình ra đời mình phải đúng đời. Còn mình tu là mình đúng tu, và đồng thời mình tu mình không có cần người cái áo chàng nữa. Mấy đứa này ngồi là cứ ngồi thôi. Sau này sẽ có trường thiên tâm dạy đàng hoàng để đào tạo những
những giảng sư giỏi cũng như công giáo vậy, y như vậy. Công giáo họ cũng về trời vậy, mà họ đâu có nói chỉ giảng sanh đâu, ở trên đó chỉ có một thôi, ở dưới này chia ra tùm lum là để cho dễ ai thích hợp cái căn cơ nào, chứ không phải là phụ nói là không có giảng sanh. Cái kiểu như mà mấy ông đại thừa nói, ồ tâm bất loạn, cái thằng ăn cướp nó vô nó đọc nó A Di Đà Phật, ba ngày sau trước khi tử hình cái nó giảng sanh, cái đó là nó láo. Cái tâm của nó vẫn còn hung dữ sân si, nó về trễ nó tưởng là thiệt á, nó còn vẫn tưởng tượng ham này ham kia, làm sao được về trời. Cái chuyện mà ridiculous không thể nào mà chấp nhận được, mà họ cũng có thể giảng trên đài quá trời luôn, vô lý không. Ở dưới này mình phải thanh tịnh sạch sẽ cái đầu óc của mình, cũng giống như giờ á, đi về Việt Nam đi bảo lãnh một thân nhân qua, trước khi đi qua Mỹ làm gì, bắt đi thử phổi đúng không, bị lao phổi hay bị gì phải ở đó trị cho hết bệnh. Nó cho bệnh phổi qua Mỹ đâu có được đâu. Cũng giống như nãy mình giải thích cái kiểu mà kia vậy đó. Về trời cũng y như là phải cho sạch cái phổi đi con. Còn dưới này ham đủ thứ, đắc được chứng A-la-hán tại thế gian. Có nghĩa là mình vô sắc giới, có nghĩa là mình thấy sắc đẹp, mình thấy vật chất, mình thấy cái gì mà mình buông hết, y như kiểu vô phụ vậy đó, thì đã đắc được A-la-hán rồi, là vô sắc giới rồi. Chứ không phải mình đi chối bỏ, hiểu chưa? Cái triết lý ở trên trời là do thanh lọc cái tư tưởng của mình, nó vô cái máy scan, nó mới sạch sẽ trên cái đầu óc của mình, thì lúc đó mình mới đạt được. Chứ còn không phải mình cái hình thức mà mình được về trời đâu. Còn bên đại thừa họ chỉ giống như là nói cho có thôi, có ông nào mà dám đứng ra chứng minh đâu. Chứ hồi nói trên mạng này hoài chắc mấy ông á, ông nào chứng minh là có giảng sanh gì đâu. Huống chi dù có chùa mấy ông thầy ngồi lễ hợp, không có giảng sanh đâu. Hòa Thượng Tiên Hóa hay Hòa Quảng Khâm là mấy gì đó Bồ Tát người ta xuống, ta làm xong nhiệm vụ về cũng như kiểu sư phụ, như ngày Đạt Lai Đạt Ma đồ dạng giống như vậy, làm xong là đi về thôi. Còn hàng Phật tử không có. Chính bên này đẹp gái mà ta, trời ông đen rồi nữa. Con cái những cái bác mà tu bên đại thừa, tu theo Phật, theo mấy ông thầy cả mấy chục năm nay, cái cơ hội mà đi xuống địa ngục nó nhiều hơn là cơ hội về trời giảng sanh. Nó khác hơn mấy hội thiền mấy con. Để cho hồi giải thích là tự về ngày nào á, mấy ông cũng vận động gây quỷ đúng không, mà trong kinh Phật có nói mình chứa một thằng ăn cướp mình cũng có lỗi đúng không. Mà mình vô tình mình không biết mình bị gạt, mình cũng có lỗi, tại vì mình không có bi trí dũng. Ổng đâu còn đề giảng sanh nhiều cái mà giống như đi mua chim mà nhốt trong lòng chờ 2-3 ngày rồi mới thả, lượng chim nó cũng bị chết á. Cho nên những cái công thức mà của mấy ông thầy thời đại này mà dạy cho mấy Phật tử rất là nhiều cái cơ hội á là đi địa ngục nhiều á, còn nói thiệt á là làm sai nhiều lắm mà mình không dám nói. Còn làm sai thì một chuyện, rồi tu thì cũng tưởng đâu là mình vô mình đọc kinh rào rào nhưng mà tâm vẫn sân si như thường á, không có professional, không có thoải mái như những đứa hội thiên theo hội thiên bên đây. Đứa nào đứa nấy hiền từ lịch sự đúng không, còn Phật tử vẫn ồn ào, đi tới đâu ồn ào tới đó, hồ đồ tới đó, vì họ không được huấn luyện giống như hội thiên chúng ta. Khi chúng ta là ra đời người ta không biết đứng
giữa đám đông người, người ta cũng vẫn tôn trọng. Mà mình họ thiên làm một ngày á, là mấy đứa này phải làm ba người cười á. Sáng giờ mấy con làm mấy người cười rồi, quá trời cười. Ngày nào chú cũng làm cả mấy nghìn người cười mà. Mà ngày nào tính ngày đó nghe, không có được dùng saving nghe. Dư bỏ. Thì cái cơ hội mà làm giàu cũng bên kia cũng không có. Cơ hội mà về trời cũng có nhưng mà lại rất là ít. Ngược lại cơ hội đi xuống địa ngục thì quá trời nhiều luôn. Ta nghe mấy ông vụ đi. Tại vì thời mà mạt pháp Phật Thích Ca có nói mà, ở dưới cầu là áo vàng với áo tràng nhiều lắm. Đừng có tưởng là mình làm chuyện thiện là nó là thiện, không phải như vậy. Thứ nhất, ngày nào á mình cũng để cái tên ở trên chùa, nó có cái tên á, bà Nguyễn Thị Lành tháng đóng 500, bà Nguyễn Thị Dữ đóng tháng 300, bà Nguyễn Thị Hiền đóng tháng 100. Cái bà Hiền á, mà bà thấy bà Dữ với bà Lành mà đóng nhiều hơn, bà cũng sân nữa. Sân sao tu? Tại nhìn cái tên bà nằm ở dưới tháp rồi. Thì con nghĩ cái đó có giảng sanh không? Cái lòng của mình á, là phải là giống như là vô quái ngại quán Bát Nhã đó. Mình không có chấp cái gì, mình không có chấp trước cái gì mình mới được về. Mà làm từ thiện á, cũng đừng có cần ai tôn vinh mình, ai khen mình. Và mình làm mình không biết mình làm mới là đúng. Còn bên kia không có. Tôi làm tôi cần cái tên nằm trên cao à. Vậy là lại gì? Chấp. Giỏi lắm mà cỡ như ông vua giỏi đế vậy đó. Ngày ông xây bảy mấy cổng chùa, đến ngày ông chết, ông cũng chết đói ở cổng thành á. Thì lúc đó gặp tổ, ông hỏi tổ, tôi xây chùa, tôi làm từ thiện nhiều như vậy đó, chắc tôi được giảng sanh về trời. Thì tổ nói không được. Trời, ông giận, ông quýnh cho tổ một bóp, gãy cái răng á. Tức nghĩa là mình làm mà mình chấp á, được là thành số không á. Dù không có chấp, làm thi ân bỏ ra không bao giờ chấp. Chỉ có lời thật lời thiệt thôi. Nhưng lúc lời thật á, nó mất lòng. Lời thiệt á, nó cũng mất tình cảm. Cho nên phải chấp nhận hai cái đó. Mất lòng, mất tình cảm, nhưng mà nó thật, nó thiệt. Thuốc đắng mà, ai đâu chịu uống thuốc đắng. Bây giờ con thấy bao nhiêu mấy đứa con gái hiền lành dưới quê lên, nó đâu có thích nghe hay là những thằng bồ mà hiền từ mà ăn nói chân chất thật thà đâu. Thích mấy thằng điêu ngoa xả cháo, miệng mồm ngọt ngào không mà. Đời nó vậy đó. Thì sư phụ cũng vậy, là một vị ở trên truyền thông này dìu dắt nhân loại giờ chót đi về cõi trời, cũng là gọi là giảng sanh đi. Nhưng mà lời nói thật quá, người ta không có chấp nhận. Khó lắm. Không nói cũng không được. Mình nói trúng tim đen của họ, trúng thần tượng của họ, họ đâu có thích. Mình nói mấy ông thầy, thời nay BD với tiền bạc không à. Đã là thầy, Phật có nói, chỉ cần gốc cây thôi, không cần chùa to tượng lớn. Hồi xưa Phật Thích Ca làm vậy mà, chỉ có Bồ Đề Đạt Ba đi ngược lại. Rồi, không có cần phải ẩm hình em bé rồi đứng nghiêm nghiêm vậy, rồi hay giả bộ vô nhà bếp gói mấy cái bánh tét chụp cái hình lên. Có bao giờ sư phụ kêu mấy con làm mấy cái đó cho sư phụ không? Nếu mà sư phụ kêu hả, cả muôn trùng cái hình giống vậy đó, mấy đứa này nó thấy là quá thiệt, tự nó làm thôi á. Sư phụ rất là tự cao tự ái, cái gì mấy con thích làm thì làm. Nhưng mà mấy ông thầy á thích làm màu đó, mỗi ông có 4-5 đứa mà giỏi về mấy cái kênh truyền thông marketing nè, để mà giúp ông làm đó. Rồi lâu lâu cái ông thì đà tu đại thừa, nhóm này thích chút đấy mình đó, cầm cái bình bát đi. Đại thừa đâu có cầm bình bát, cũng lên cái hình để mà đánh lòng Phật tử, còn thấy vô lý. Nhiều chuyện lắm mình nói hơi đụng chạm. Mục đích là gì?
đúng không? Rồi cọng cỏ thì nói cọng cỏ đi, không nói tóc của Phật. Cái chuyện mà ngày đầu tiên có nhiều người lên đây hỏi anh là nhà tiên tri gì, anh tính sao? Trời ơi, Phật nào mà đi ủng hộ để đi làm tiền? Cái chuyện đơn giản thôi, tu kiểu gì vậy? Vậy mà cũng có mấy triệu Phật tử ngu mà không có hiểu ra cái lý đó. Phật không lẽ đi hợp tác với dân chơi để làm tiền hả? Mấy con nghĩ chuyện tức cười không? Phật đâu có thể nào làm chuyện đó. Thì cuối cùng cũng lộ ra đó, cọng tóc. Vậy thôi mà cũng có nhiều người không hiểu. Chỉ có một cái Thiên Tấn Kiệt này thua mấy ông thầy, đó là vẫn còn mặc cái áo này. Mà thời xưa Phật Thích Ca nói là thời mạt pháp, ta có một đệ tử của ta đã được gọi là thọ ký vào thời mạt pháp, sẽ nhiều nhất nhân loại đi theo một cái đường hướng riêng của người đó, nhưng mà không phải ở tu viện, cũng không phải trong nhà dương giả, mà mặc áo đời. Còn các ngươi ở vào thời mạt pháp mà chấp theo màu sắc tức là áo vàng á, theo âm thanh tức là được huấn luyện để mà lên đài thuyết pháp giỏi á, nói chuyện ngọt ngào đỡ dịu dàng nữa, đại chúng khỏe không, đại chúng ăn cơm chưa, cụ đâu có hỏi mấy con đại chúng đâu, mấy con bữa nay ăn gì chưa, sáng nay ăn gì chưa. Cho nên điều là một cái technique, một cái xảo thuật để nói chuyện. Còn thù muốn nói chuyện kiểu đó dễ ợt, đâu khó, thù lớn lên từ ông chùa ra mà. Đại chúng bữa nay sao không nấu cơm vậy đại chúng? Ăn xôi. Bây giờ muốn nghe đại chúng thì nhảm nhảm hoài, nó không có đề tài hết. Còn kênh này nó một cái là quá trời đề tài, còn xào tới xào lui có một khúc đó à. Rồi 2 tiếng là xong. Rồi bắt đầu để cái thùng tổ bố mới đưa thử cầm cái nón đi xin tiền. Muốn kiểu đó thì cũng được. Đại chúng chụp mấy cái hình ẩm baby được á không? Chụp mấy cái hình, ôi trời ơi nhiều hình thế. Giống mình thôi làm người mẫu luôn rồi. Sau này tôi hỏi mấy vị trên sao những cái hiện tượng ở thời mạt pháp vậy? Mấy vị mới nói tự vì cái những cái người đó cũng có cái sứ mệnh để khảo những cái đứa mà những cái chúng sanh vô minh đó, là vì họ không có biết đâu là chân đâu là thật. Chân là ngồi đây, chân giả họ không có biết, không có phân biệt được, để khảo để thử. Thì mấy ổng cũng là có cái nhiệm vụ để khảo tra những người đó, ai là chân ai là giả là vậy. Mấy tiếng này mấy tự hồi thiền á, cái khách thập phương á, ở khắp mọi nơi á, về núi Thiên Long Sơn đảnh lễ cha mẹ, và đồng thời á, lấy đồ ăn lên đây gói xôi ổ bánh mì mua dưới núi lên đây, hai chồng ngồi từ sáng tới chiều thôi là nhận được cái điển thanh là đã đầy đủ một cái chuyến đi. Còn gặp được cái này á thì là cái tùy duyên thôi, muốn gặp thì tốt, còn gặp thôi, chứ đừng có từ ở xa tới chỉ vì hiếu kỳ muốn gặp. Cái đó vẫn là cái chấp á, không có nên. Tốn vé máy bay, đóng cửa tiệm rồi mất tiền thu nhập là không có nên. Khi nào mà thật cái tâm mà về núi mà đánh lễ cha mẹ để mà biết cái núi thánh địa nó linh thiêng như thế nào thì nên về. Còn về đây mà cứ mong gặp Thiên Tấn Kiệt này á, Thiên Tấn Kiệt này không phải là khỉ bảy mạo, bảy dòng hào quang, con của thượng đế khác. Còn muốn coi khỉ bảy màu thì vô sở thú coi. Nhiều người về đây chỉ là nói là coi khỉ bảy màu thôi, coi nó khác hơn người thường chỗ nào. Có mấy ăn xôi nè, đói bụng ăn xôi.
Ngọc nó cười. Thấy hồi nói chuyện tiếu tiếu không? Bữa nay thôi mình tóm lại này để mình tự do sinh hoạt nha. Bữa nay clip này nước Việt Nam chắc không có đạo tránh. Thứ nhất, một con người miền Trung sẽ đứng lên để mà reorganize là tổ chức lại nước Việt. Nhưng mà cái ngày thay đổi cũng sẽ có. Và đồng thời thế giới sẽ đi vào cái chiến tranh thứ ba, hiện giờ đang chiến tranh thứ ba rồi. Trung Cộng nó sẽ canh nó đánh Đài Loan khi Mỹ gia nhập chung với Do Thái đánh Iran. Tại vì thằng Trung Cộng nó ngán vũ khí của Mỹ, mà khi mà nó thấy Mỹ mà dồn hết sức mà đánh ở Trung Đông á, thì ảnh nghĩ là cái phần của ảnh được giống như chia cái thế lực yếu ra. Đó thì mấy cái điểm quan trọng bữa nay. Và cái quan trọng nữa, tất cả các họ thiên lâu nay mọi chuyện cứ qua hết, sư phụ không có nhớ gì hết, cứ trở về sinh hoạt lại vui vẻ lại, mọi chuyện bình thường lại hết, để cho các chư vị được vui. Còn đứa nào mà còn chấp chấp quá đó thì sẽ xanh xôi chuyện khác hơn. Mọi chuyện mọi everything ok. Mọi thứ sẽ ok, tại vì thử thách đó mà. Ngày thu Việt Nam cũng không còn lâu, thì thu cần tuyển chọn một số mấy đứa trẻ trẻ có sức á, thanh niên biết tiếng Mỹ giỏi, biết tiếng Việt giỏi, biết hệ thống. Tại đi theo thu có nhiều cái profit lắm, vừa là phóng viên chiến trường, một lời nói thuộc truyền cả thế giới mà, vừa phóng viên chiến trường vừa hiểu ý, rồi vừa làm ninja luôn, không phải có ninja nữa. Tại vì người ta ám sát á, rồi đủ chuyện hết, rồi xe cộ đi tới lui, đi chỗ này chỗ kia, đó là mớ nam, rồi thêm mớ nữ nữa, nữ ninja nữa. Cần hai nam và nữ, nhưng mà phải rất là giỏi nha, phải biết tiếng Mỹ và tiếng Việt. Tại sau này tôi sẽ gặp rất là nhiều người ở Mỹ, họ nói tiếng Mỹ, giống như mấy cụ sĩ quan mà người Việt Mỹ rồi, mấy ông nói tiếng Mỹ. Việt Nam thì nói tiếng Việt, nhưng mà phải có trình độ, thì đứa nào có tài thì cứ về núi. Ở đây thì mình chẳng có ai hết. Mỗi lần mà tôi dạy đứa nào phải gần mới dạy, mà gần là bị đám mấy lòi chân xuống té lịch bịch, nên cuối cùng chẳng có ai giúp được, có mình bích kỳ cười. Bà nát xà nữa kìa. Cái bữa nay trời bữa nay đẹp nè, qua anh nào qua đây chụp hình nữa mấy. Hoa anh đào mùa này nó mọc được thêm nhiều ta 2-3 tầng nữa là nó cũng gió mà mạnh nó cũng rụng á. Nên bữa nay mấy thầy trò ở đây chụp mấy cái hình đây có hoa đẹp nè. Mùa hoa anh đào. Không, mình đứng đây nè, mình chụp nó mới thấy hết hoa anh đào á. Ừ. Mấy con vô đây nè, chụp lên nè. Cái này mà cái hình này lên nó giống như là ở Washington DC á. Cái này là Washington Thiên Long Sơn, có hoa anh đào.
hoa anh đào quá không? Hay hết rồi, hay hoa hết rồi. Vô đây đệ tử hiệp thành.